Quý khách cần chi đồng hồ Rolex vàng y sắm dùm. Xin mời quý vị tới đây vàng Miley. Tiệm vàng Miley đã được sự tín nhiệm của cộng đồng Việt Nam trong suốt nhiều năm qua. Với sự ủng hộ của quý khách hàng và các anh chị em nghệ sĩ yêu mến đã thường xuyên đến với tiệm vàng Miley. Muốn có một sắc đẹp sang trọng quý phái lộng lẫy, xin mời quý vị đến với tiệm vàng Miley. Điện thoại 714-903-8821, 714-903-8821. Miley xin trân trọng kính chào quý khách xa gần, khắp nơi trên thế giới về thăm khu Lido Sài Gòn. Mời quý vị viếng thăm tiệm vàng Miley trong khu thương xá Phước Lộc Thọ. Cửa trước đi vào căn thứ hai nằm bên tay phải. Tiệm vàng Miley có bác đủ các loại hộp. Đức Tiến cùng với chị Miley sẽ được kính chào tất cả quý vị khán giả gần xa và chào mừng quý vị đang đến với chương trình Miley Diamond Show được phát hình trên hệ thống của đài truyền hình VNA TV trên cả hai miền tại miền Nam California cũng như tại miền Bắc California. Và chương trình này cũng đang được phát hình trực tiếp trên các channel YouTube thân quen. Đầu tiên là trên channel YouTube của đài VNA TV, tiếp đến là trên channel YouTube của kênh Đức Tiến Official, và chương trình này cũng đang được phát hình trên channel YouTube của kênh Phố Bô Sa TV. Xin được chào mừng tất cả quý vị, quý khách hàng đang đến với Miley Diamond Show. Và gửi lời chào đến chị Miley. Hello chị. Chào Đức Tiến. Trước hết thì cho Miley xin hân hoan chào đón quý anh chị cô bác khắp nơi trên toàn nước Mỹ luôn đón xem chương trình Miley Diamond Show. Xin kính chúc cho quý vị có một ngày thứ ba an lành, hạnh phúc và nhiều may mắn nha quý vị. Không biết Đức Tiến chích chưa? Chích rồi. Chích thêm bữa rồi, chích một mũi rồi. Một mũi rồi, có bị hành hát gì không? Không, em uống nước cam, uống C, khỏe mạnh. Chích bữa đầu tiên về thì hơi buồn ngủ chút xíu, hơi lừ đừ, hơi mệt, hơi buồn ngủ. Nhưng mà sau đó thì tối về ăn uống đầy đủ, uống một cái viên Tylenol và một cái NyQuil á, là ngủ giấc ngày mai tỉnh là bình thường. Vậy là bí cũng quyết, là một tiếng. Cách chữa trị bí quyết rất là hay đó quý vị. Cũng nên học hỏi là bởi vì cũng có rất là nhiều người bây giờ chị rất là vui và rất là mừng cười khi mà tất cả đi ra ngoài đường cứ gặp cứ lú mặt ra gặp tất cả các bạn bè, kể cả dòng họ của mình cũng gặp với cái chị chích chưa. Cái nhiều khi mình suy nghĩ hồi lâu cái mình mới nhớ chích chưa, là chắc là chích ngừa chưa, hỏi chị cứ chích chưa. Có nhiều bởi vì cái tiếng Việt mình nó nhiều khi phong phú lắm á. Nhiều khi rất là phong phú. Nếu mà mình hỏi mấy ông như vậy là nó hơi phiền. Mấy ông như vậy là hơi phiền á. Thử ra hỏi chị kể một câu chuyện vui để mở đầu chương trình, nhưng mà chưa có uống rượu xỉn mà kể rồi rất là vui. Chị kể rất là nhanh, là bữa nay hơi bị trễ là bởi vì Miley thì thường thường đi xe cũ á, chị lạng, trời chị lạng, chị cỡ nào chị cũng lạng hết. Mà tự nhiên cái anh Minh là đi mua xe mới là chị lái gì rất là cẩn thận, mà chạy rất là chậm chậm, mà từ từ, mà lúc nào cũng phập phồng hồi hộp, miệng thì đọc kinh. Bởi vậy không biết sao mà người to từ nhà đến đây có 15 phút mà còn 20 phút, 20 phút chứ nhiều khi chạy chậm quá, 20 phút mới thấy người ta. Bình thường á mình đi xe cũ mình cứ lạng tới lạng luôn, người ta trước mặt mình cũng lạng. Người ta né mình phải không? Người ta né mình, còn cái mình đi xe mới mà né người ta, nó lại vậy. Cuộc đời nó quái quăng, nó lạ lắm. Việt Nam cũng vậy, nhưng mà ngồi trên xe taxi hay là má chị đi đưa ra đón á, người nhà ra đón đó, là chị ngồi cái bên tay phải, mà cái người lái xe người ta không đạp thắng mà chị cứ đạp không, tại thấy cái xe Honda nó cứ sắn vô mặt chị rồi chị cứ ngồi mà chị cứ đạp, chị ngồi phía trước chị tự mình chị đạp thắng rất là vui. Thì có một cái câu chuyện ở trong Phước Lộc Thọ rất là vui. Hồi xưa chị chơi thân với cái cô chủ tiệm vàng lắm, cũng lớn tuổi rồi, cũng 40 mấy rồi mấy lấy chồng. Thì rất là vui, thì cái anh chàng đó là bác sĩ, nhưng mà ông bác sĩ giả thì cũng biết nữa. Nhưng mà thì cổ dễ cho chị nghe, chị nói, cổ nói trời ơi, bà Miley biết không, tôi lớn tuổi vậy, tôi thật sự ra tôi không muốn lập gia đình, tôi muốn ở vậy luôn. Rất là phiền, nhưng mà tôi chỉ cần một đứa con thôi. Cần một đứa con thôi rồi ly dị cũng được, nhưng mà ở đây ở Mỹ này nó cuộc đời nó không giống Việt không Nam, như, không như không mình thích, nghĩ không có thích là mấy, nhưng mà còn ở đây là khi mà ly dị rồi chia ra, rồi khi mà ly dị là hai người chia tay là phải chia tài sản tùm lum hết. Nhưng mà cổ nói là cổ chỉ cần một đứa con thôi, thì cái ông nói là bác sĩ, nhưng mà không biết là bác sĩ gì. Hồi lúc cái cô đó làm đám cưới chị cũng là dâu phụ chị lo chị giúp, tại vì nghe nói là cái ông đó bác sĩ, nhưng mà chắc bác sĩ giả hay sao gia đình từ hết. Thì chị là một trong những người mà bạn ở trong Phước Lộc Thọ thôi. Thì hồi xưa chị làm chủ hụi trong Phước Lộc Thọ rất là vui, ai chị cũng thân, ai chị cũng quen hết. Thì chị giúp cổ từ đầu tới cuối luôn. Em biết tới cuối cùng chị phải tốn 500 đồng, mà cuối cùng chị với anh Minh đi ra khỏi cái đám cưới, đi về nhà phải ăn mì gói á. Tốn 500 bạc là bởi vì mình giúp từ đầu tới cuối. Khi người ta đi ra, mình đi bao thơ xong cái mình về nhà ăn mì gói. Thì cổ nói ông xã cổ là bác sĩ. Thì cái chị kể cho người ta nghe câu chuyện vui, chị nói ô cổ nói cổ chỉ lấy chồng
thôi kỳ kết thúc đi cho nó lẹ ha, tại vì không có uống rượu, không có, là cổ nói là ông đó là bác sĩ mà nói ủa tại sao bác sĩ chích hoài cổ bụng cô không bự. Đó là một cái câu chuyện mà chị kể ai nghe. Nhưng mà chị uống mềm rượu, thuốc chị, ổng chị không mê, có chị lên thuốc ổng không có quốc. Chị lên chị uống một hai ly vô, chị kể cái này nó mới vui mới hấp dẫn, nhưng mà nay giờ kể vẫn còn run là bởi vì mình biết mình đi trễ thôi. Mình vô chương trình luôn nha quý vị. Rồi bây giờ vô cái món bữa nay 40 món hấp dẫn lắm quý ơi, đừng rời khỏi làn sóng của chị em chúng tôi. Lỡ Mai Ly hay là Đức Tiến nói nhanh chút xíu thì quý vị xem YouTube trực tiếp em nói giùm chị dạ, vâng. Cái trực tiếp YouTube, nếu mà quý vị nhiều khi mình đi ra, chị vừa với em vừa đi ra đó, thì bà con gọi vô rất đông, nói chị ơi em không biết cái món đó, em nghe không có rõ, chị đọc lại. Thì Mai Ly đang lái xe, Mai Ly đọc không có kịp, thì quý vị mở xem lại cái YouTube em nói dạ vâng chị. Quý vị đang xem chúng tôi trên channel của đài VNTV và cũng như chúng tôi đang được phát sóng trực tiếp trên các channel YouTube. Quý vị chỉ cần vào search chữ đó là Miley Diamond Show 03-23-21, tức là show ngày hôm nay, tức là tháng 3 ngày 23 năm 21 là Miley Diamond Show 03-23-21, hoặc là lên trực tiếp các channel YouTube như là channel YouTube của đài VNTV, channel YouTube của Đức Tiến Official, hay là channel YouTube của kênh Phố Bosa TV, Phố Bosa TV là lúc nào cũng có sẵn trên đó. Quý vị thấy cái show ngày hôm nay là thấy rõ luôn, và Đức Tiến lúc nào cũng ưu ái để chị Mali là cái show đầu tiên, lúc nào cũng đầu tiên vô là thấy rõ và liền, thưa quý vị. Nghĩa là quý vị coi không có kịp cái này thì lát quý vị mở YouTube mình coi lại, cái mình bấm mình search vô cái chữ YouTube đó quý vị, rồi vô cái chữ Mali Diamond Show hay là Đức Tiến Official, thì quý vị thấy cái đó nó lên cái quảng cáo, cái mình lấy cái tay mình quẹt qua luôn, chứ không có phải chờ từng cái. Có hồi xưa thì không biết cái tức gì là đó mình đi nhanh á, mình kéo đi nhanh, tua nhanh á, mình giống như mình coi phim bộ hồi xưa ra mình coi khúc nào rồi cái mình bấm kế tiếp nữa thôi, chứ không cần mất thì giờ nha quý vị. Thì giúp giùm cho Miley quý vị mở lại YouTube mình nghe cho kỹ nha. Chứ bây giờ quý vị kêu Miley chụp hình hoặc là Miley giải thích lại thì nhiều khi đang lái xe nó không có hấp dẫn chụp hình lại, khi mình coi trực tiếp YouTube nó bằng cái hình thật quý vị, quay thật luôn, thành thử ra rất là hấp dẫn. Thì ngày hôm nay quý vị đừng rời khỏi làn sóng của chị em chúng tôi. Bây giờ mình ngay vô món số 1 đầu tiên nha quý vị. Một cái nhẫn ba hàng xoàng, cái hàng chính giữa là hàng to, thì nó gồm có 7.1 gram vàng trắng, có 22 viên hộp xoàn 2 ly 2 và 5 viên hộp xoàn 3 ly 9 cho tới 4 ly nước EVVS 2. Giá tiền của cái nhẫn số 1 là 3.050. Ngày hôm nay gọi ngay cho Đức Tiến quý vị trả chỉ có 1.525 đồng. Đường lai Đức Tiến đang bận gọi cho anh Minh tham khảo với anh Minh 7149038821. Nếu mà quý vị không sợ không kịp mua đó, quý vị đang đi bận đang đi làm hoặc đang lấy xe, quý vị gửi thẻ lai thứ 3 7146535207. Món số 1 đầu tiên. Món số 1 đang xem trên màn hình là chiếc nhẫn ba hàng xoàn, thưa quý vị, về vàng là nặng 7.1 gram vàng trắng, có 22 viên hộp xoàn 2 ly 2, 5 viên hộp xoàn từ 3 ly 9 cho tới 4 ly nước y VVS. Giá tiền cho chiếc nhẫn số 1 này là 3.050 đồng. Và hôm nay Mali sale cho quý vị giá 50% bóp chỉ còn 1.525 đồng. Nhanh tay gọi vào cho Đức Tiến nha quý vị. Em nhớ tuần vừa rồi mình có hai chiếc mà nhận channel xéo không? Thì cái này là 4 chấu nha quý vị. Là bởi vì những cái mặt hàng này nếu mà ai chưa có cái nhẫn một hàng, hoặc là quý vị mà nhìn rất là xôm tụ, nhưng mà quý vị thấy không, cái giá tiền rất là phải chăng. Lý do là tại vì Miley muốn lên đây để giúp cho những ai mà mình bắt đầu từ đây, mình chưa có hộp xoàn thì mình mua hộp nhỏ, từ từ mình có tiền mình cứ đổi hộp lớn, thoải mái lắm quý vị ơi. Tiệm vàng Miley có mặt trong cộng đồng người Việt tại Nam Cali 22 năm rồi quý vị. Tất cả những món hàng mà quý vị mua trong tiệm vàng Miley, cần tiền kẹt tiền bán lại được, không đeo, quý vị không thích rồi 5-10 năm xây in vô lỗ một chút nha quý vị. Quý vị cần tiền kẹt tiền, mà những cái món hàng mà quý vị cảm thấy rẻ quá, mà cái tháng đó mình kẹt tiền có một chút xíu à, mình kẹt tiền tí để mình đóng tiền nhà hay mình xe phòng đó, rồi cái mình cứ gọi cho Miley. Mình không cần bán, mình sợ lỗ thì mình cứ ký gửi không sao nha quý vị. Món số 1 đầu tiên giá tiền là 3.050 đồng, sale 1.525 đồng. Tiệm vàng Miley đang mở cửa chào đón quý vị. Anh Minh đang ở cửa tiệm vàng Miley chào đón quý vị nha quý vị. Nếu mà ai tới trước chúng tôi phục vụ trước, quý vị gọi vào đặt mà quý vị không có đặt cọc thì chiều quý vị ra chạy tới lấy thì giúp giùm cho Miley. Khi mình trước khi mình chạy tới đó thì mình gọi cái còn không mình mới chạy tới nha. Món số 1 đầu tiên 3.050, sale 1.525 đồng. Rồi tiếp đến chúng ta đến với món số 2 là nhẫn nam, nhẫn đàn ông. Chiếc nhẫn này nặng 8.8 gram vàng, màu vàng, có 18 viên hộp xoàn 1 ly 8, 12 viên hộp xoàn 3 ly và đặc biệt một viên hộp xoàn lớn ở giữa là hộp xoàn 7 ly 25, tương đương là 1 carat 52 nước FVS.
Giá tiền của chiếc nhẫn này là 9.550 đồng. Và hôm nay Miley sale cho quý vị chiếc nhẫn số 2 giá chỉ còn 4.550 đồng cho cái nhẫn số 2. Hấp dẫn không quý vị? Cái vỏ thiết kế của Ý, chung quanh hộp xoàn lớn, bao gồm cái ở chính giữa là 7 ly 25. Tại cái hộp thật ra cái hộp này nó hơi dày, chứ nếu mà 7 ly 25 đúng của nó là thường thường có một carat 45 thôi nha quý vị. Lấy giấy, lấy viết viết xuống những cái gì mà kiến thức Miley biết được, Miley chia sẻ cùng quý vị nha quý vị. Có nhiều khi Miley là tiệm vàng, chứ nhiều khi chị đi làm răng á Đức Tiến, cái người ta trám có hai cái, người ta nói ba cái mình cũng không biết nữa. Vừa rồi chị đi trám răng, cái răng thì thường thường trám trả tiền lần thôi phải không? Người ta nói người ta trám, người ta nói với chị á là ồ cái răng của chị là 190 mấy đồng, em bớt cho chị, xong cuối cùng tính nửa giá, cái nói cái răng của chị á là trám hai lỗ hai chiều. Chị không biết là bữa nào chị đi nha sĩ khác chị hỏi, chị chắc tham khảo lại. Tại vì có những cái Miley không biết, thì ví dụ như làm răng, hay là Miley không phải là bác sĩ, không phải là nha sĩ, Miley không biết. Thì còn tất cả những cái màu vàng, hộp xoàn, tất cả những cái gì kiến thức Miley biết được, Miley chia sẻ cùng quý vị khi mà Miley không còn lên cái chương trình đài này nữa. Hay là Miley ở trong tiệm vàng, Miley vẫn chào đón quý vị một ngày nào mình lớn tuổi Đức Tiến. Miley cũng nói là Miley sẽ nhàn, làm nhàn hơn thì ở tiệm bán từng món đi du lịch, thì lúc đó quý vị biết cái kiến thức đó rồi thì đi ra chỗ khác đừng có bị người ta gạt hay là đừng bị ta dụ. Ví dụ như cái hộp này 1 carat 52 7 ly 2 thì nó là dày, thường thường minimum của nó là phải 7 ly 3, cho nên ngày hôm nay lý ra cái hộp này thường á là quý vị phải mua 5.550, nhưng mà chính vì nó có 7 ly 25 mà nếu mà nó đo đó Việt Nam mình mà đo ly thì nó không có đúng, còn nếu mà Mỹ á thì không cần biết là cái hộp đó dày cỡ nào, là chỉ cần cân nặng là Miley trả tiền. Nhưng mà cái hộp này thì Miley không có được lời lắm nha quý vị. Thì cho tuy nhiên cho nên quý vị mua lẻ rẻ hơn cả ngàn đồng. Vừa rồi Miley bán một chiếc màu trắng như 2 carat, 3-4 người muốn mua luôn, nhưng mà vừa rồi Miley mới lục ra được còn một chiếc màu vàng. Thì cái giá tiền ngày hôm nay quý vị, lý do quý vị được mua rẻ, lý do là cái hộp của nó dày, cái mặt của nó hơi hẹp một tí xíu nha. Cái vỏ này á Miley bán trong tiệm không là 1.850 nha quý vị. Thì cái hộp còn lại có 2.500, 2.700, 850 thì cái hộp còn 2.750. Thì quý vị biết là mình đừng có bao giờ, mình đừng bao giờ so sánh giữa cái hộp 2.700 với lại 1 carat 52 là 10.900 nha, Belgium 10.900. Còn nếu mà GAA á là khoảng 17.700 nha quý vị. Miley giải thích rất là chi tiết khi mà mình mua đó. Khi mà mấy chị mà có tiệm nail đó, mấy chị mà có tiền đó, ví dụ mình nghĩ cái hộp này ô nó không được sạch, nó không được đẹp, thì mình nhường lại cho những người bắt đầu từ đây họ mua, để mua cho ông xã nha. Rồi ví dụ như mấy anh cũng vậy, mình bắt đầu từ đây, ví dụ như bây giờ mình có 5.000, mình thích đeo hộp bự thì đây là một trong những cái mình đeo. Nói xin lỗi chứ mình làm ăn mà cũng giống như show up, giống như Miley vậy thôi. Tuy nhiên là Miley cũng thích đeo cái gì bự, chứ không có cần cái giá tiền, không nghĩ tới giá tiền. Nguyễn sao nó thích hợp với Miley, mình nhìn ra, mình ra ngoài mình nhìn thấy đẹp là được rồi nha. Thì cái hộp này á tương đương nó chỉ có 2.700, cái vỏ là 1.850, thì tổng cộng số tiền coi như là cái hộp 1 carat 52 là có 1.700 thôi nha quý vị. Xin lỗi, 2.700 thôi, chứ mình đừng có so sánh với 10.900 hay là 17.700. Một chút xíu nữa đây Miley có tất cả những cái hộp xoàn bự và những cái hộp xoàn GAA để giải thích cùng quý vị. Cho nên quý vị nào mà muốn mua GAA thì chuẩn bị lấy giấy lấy viết xuống để cho Miley có những cái mặt hàng GAA để đó, Miley chào đón quý vị. Hai chuẩn bị nghe nha. Số 2 đang xem trên màn hình là nhẫn nam, nhẫn đàn ông. Về vàng là nặng 8.8 gram vàng, màu vàng thưa quý vị. Có 18 viên hộp xoàn 1 ly 8, 12 viên hộp xoàn 3 ly và viên hộp xoàn lớn ở giữa là hộp xoàn 7 ly 25, tương đương là 1 carat 52, nước FVS. Giá tiền của chiếc nhẫn số 2 đàn ông này là 9.550 đồng và bây giờ sale chỉ còn là 4.550 đồng. Cho nhẫn số 3, chi tiết rồi phải cho Đức Tiến là 714 714-622-9573 714-622-9573. Quý vị muốn trả thẻ gọi về với anh Minh 714-653-5207. Miley cũng nói trước là tiệm vàng Miley đang mở cửa chào đón quý vị. Nếu mà anh Minh không bắt được phone thì quý vị giúp giùm cho Miley, đường like rất kẹt. Có khi anh Minh có một mình mà bắt tới hai cái live phone. Chị chạy về ổng la làng quá trời, ổng nói nãy giờ tất cả những cái phone mà gọi vô ổng bắt không được. Thứ nhất là cho khách hàng xem đồ đó phải coi chừng. Thứ hai là cái tai đang viết receipt. Thứ ba là cái lỗ tai đang nghe phone.
ổng có một mình ở trong tiệm mà thành thử ra ổng dí chị chạy không kịp luôn. Cho nên nếu mà anh Minh không bắt điện thoại kịp thì quý vị cứ thách vô, chúng tôi muốn mua số 2 và đặt cọc 300, 500, cuối tuần chúng tôi xuống lấy trả tiền mặt, hoặc là bây giờ tôi gửi thẻ trả luôn cái tiền nhận số 2. Số điện thoại line thứ 3 7146535207. Tiếp đến là món số 3, là một cái nhẫn nặng 4.5 gram vàng trắng, gồm có 36 viên hột sòn 1.5 ly, và 24 viên hột sòn 2.5 ly, chính giữa là 8 ly. Quý vị đang nhìn trên màn hình hấp dẫn không quý vị? Rất là hoành tráng luôn. Bây giờ cái mẫu mới nhất là cái kiểu donut mà chung quanh hộp xoàn, chính giữa có một cục bự vậy, nhìn giống như 5K chứ không giống 2K. 8 ly, 2K01, nước đi VVS1, có giấy tờ, có số laser bên trong và giấy chứng nhận của hãng gốc. Cho nên tất cả những cái mặt hàng mà trong tiệm vàng Miley, quý vị có thể lấy giấy, lấy viết, viết xuống rồi quý vị đi so giá chỗ khác trước khi tới tiệm vàng Miley mua. Cái giỏ này á, là tương đương là trong tiệm vàng Miley bán 2.150 đồng. Cái vỏ rất là hấp dẫn quý vị. Cái vỏ này thiết kế của Hồng Kông nha quý vị. Ở chung quanh là hộp xoàn, chung quanh là hộp xoàn, chung quanh là hộp xoàn nước đi luôn, VVS1 luôn. Rồi hai bên cái đai nó rất là hấp dẫn, nhìn hoành tráng giống như là 5 carat. Thì những ai mà thích cái mẫu đơn giản mà nhìn hộp xoàn bự thì đây là một trong những cái giỏ mà rất là hấp dẫn nha quý vị. Có hộp, có nước đi VVS1, có giấy tờ, có số laser bên trong và giấy chứng nhận của hãng gốc. Thì cái giỏ này tương đương á, là hồi nãy Miley nói là nếu mà là nói thách là nói 2.550, nhưng mà luôn ở trong chương trình này làm toán trừ thì cái nhẫn này thì Miley làm toán trừ tính 2.150 thôi, thì cái giỏ, cái hộp còn lại chỉ có 17.200. Thay vì quý vị vô tiệm vàng Miley mua nước đi VVS1 nước đi là 25.900, và cộng luôn cái giỏ là tổng cộng số tiền của số 4 đó, đâu số 3, số 3, số 3, dòng số 3. Số 3 đó là 28.950 nha, cái hộp 25.900 cộng cái giỏ là 28.950. Ngày hôm nay trả nhiêu chú Tiến? Và ngày hôm nay quý mua từ chị Mali sale chỉ còn 19.350 đồng. Tức là 2 carat 8 ly, 2 carat 01, nước đi VVS1, có giấy tờ, có số laser bên trong và giấy chứng nhận của hãng gốc nha quý vị, của hãng luôn. Có số laser bên trong, nếu mà là nước đi VVS1 nước đi 2 carat, ngày hôm nay Miley nói có mách có chứng đàng hoàng. Nếu mà là nước đi, quý vị nào mà có nhã ý muốn mua nước đi VVS1 á, là của GAA là 30.500 cho 1 carat, coi như là 61.000 2 carat. 2 carat 01 mà nhân lên là 60.000, 61.605 đồng, 61.650 đồng nha quý vị. Thì cái đó là của GAA, còn cái này giấy tờ của Belgium, tức là của hãng gốc nha quý vị. Khi mà Miley giải thích GAA với lại cái hãng Belgium, lý do là tại vì Miley có cái kiến thức là thí dụ như tất cả những cái hộp xoàn mà tất cả những cửa tiệm họ mua những cái hộp xoàn đẹp nhất mà giá tiền mắc nhất đưa qua cho GAA để giám định cái từ giấy, chứ không có phải là những hãng GAA họ sản xuất ra hộp xoàn bỏ đi khắp nơi trên toàn thế giới. Không có cái điều đó nha quý vị, cho nên quý vị phải học hỏi thêm cái đó khi mà mình mua tất cả những cái hộp xoàn GAA. Thí dụ như hộp GAA bữa nay là 61.650 đồng cho 2 carat nước đi VVS1, cái này của Belgium, có giấy tờ, có số laser bên trong, tất cả những cái mặt hàng trong tiệm vàng Miley. Nếu mà quý vị mua hộp xoàn này cần tiền kẹt tiền bán lại được hết, không đeo cũng trade in vô đổi món khác cũng được luôn, cần tiền kẹt tiền không bán làm gì chú Tiến? Cần tiền kẹt tiền không muốn bán, quý vị sẽ mang đến ký gửi cho tiệm vàng Miley để có số tiền lo công việc cho quý vị, rồi sau đó quý vị có tiền mang tiền đến và lấy cái món đồ đó về một cách tiện lợi, nhanh chóng, giúp bảo vệ những cái món đồ mà quý vị rất là yêu thích. Đó là bằng cách ký gửi số 3, quý vị. Số 3 là một chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn này nặng 4.5 gram vàng trắng, có 36 viên hộp xoàn 1.5 ly, 24 viên hộp xoàn 2.5 ly, và đặc biệt một viên hộp xoàn lớn ở giữa là hộp xoàn 8 ly, tương đương là 2 carat 01, nước đi VVS1, có giấy chứng nhận và số laser bên trong từ hãng chính gốc DGL. Giá tiền cho chiếc nhẫn số 3 này là 28.950 đồng. Và bây giờ Miley sale cho quý vị giá chỉ còn 19.350 đồng cho cái nhẫn số 3. Tuy nhiên là chúng tôi sale chỉ có một chiếc và một hộp mà thôi. Chứ nhiều chị nói đâu, bây giờ nhiều khi mình bán rồi đến Tiến mấy chị nói em muốn mua y chang vậy giá đó. Dạ có, nhưng mà không có giá đó. 25.900 nha quý vị, 25.900 cho cái viên hộp sòn ở chính giữa có giấy tờ, có số laser bên trong. Chỉ trong chương trình Miley Diamond Show thì mới có cái giá này thôi. Tức là chỉ còn có 17.200 cho cái hộp này, và cộng luôn cái giỏ là 19.350 đồng cho cái nhẫn số 3. Chi tiết rồi về cho Đức Tiến là 714.
0243 622 9573. Quý vị muốn trả thẻ ở xa gọi ngay về với anh Minh 714 653 5207. Đó là chiếc nhẫn số 3. Tiếp đến chúng ta đến với nhẫn số 4 là nhẫn 10 viên hộp xoàn. Về vàng là nặng 11.5 gram vàng trắng. Có 4 viên hộp xoàn 3 ly rưỡi, 4 viên hộp xoàn 3 ly 8, 2 viên hộp xoàn 4 ly 2, nước y VVS. Giá tiền là 4.350 đồng. Và hôm nay quý vị mua chiếc nhẫn số 4 này, giá sale chỉ còn 2.150 đồng cho cái nhẫn số 4. Hấp dẫn không quý vị? Ừ. Hàng của Miley rất là độc lạ, không bảo đảm không đụng hàng ở nơi khác nha quý vị. Cái vỏ này thiết kế của Ý rất dày, rất nặng và phải nói là cái tiền giá rất rẻ luôn. À, tất cả những cái món hàng mà có những cái món mới Miley vô đó, Miley vẫn bán giá cũ. Lý do là tại vì Miley quen rồi, à, lên đây gặp quý vị chơi cho vui, là lý do là tại vì thật sự ra chưa có mở mát ra, chị chưa có mở cửa chính thức có Đức Tiến. Yeah. Thì rất là nhiều khách hàng hỏi Miley là tại sao mình chưa có mở cửa chính thức. Nhưng mà tuy nhiên là những ai mà cần tiền kéo máy đánh bài mua vé về Việt Nam cứ gọi cho Miley, text vô cho Miley, viết gửi ngay cho Miley cái receipt, tự nhiên Miley sẽ trả lời cho quý vị tới tiệm vàng Miley ngay để lấy tiền đi kéo máy đánh bài mua vé về Việt Nam đi du lịch. Dường như Việt Nam là sắp sửa cho vô rồi đó. Yeah. Cũng đi rất là thoải mái, nghe Thảo Lâm nói là sắp sửa đi Việt Nam. Cho nên chúc mừng em, không biết là không chưa hỏi chích chưa. Chích. Ủa, rồi, chích dụ, rồi. Ví dụ chích mình rồi. Đi Việt Nam mình bắt buộc phải chích phải không em? À có thì tốt, có thì tốt, sao hết. Mà không có lên máy bay được tất không? Tất cả mọi thứ đều phải về cách ly, nhưng mà nếu mà có thì cần thêm một cái sự gọi là minh bạch rõ ràng cho mình là mình khỏe mạnh. Nói tóm lại là bây giờ mình lên máy bay mình không chích được không? Cũng tại được, vì tụi tính yêu ra lá vì gác chơi. Được. Nhưng mà anh Minh nói tự nhiên bây giờ đang khỏe mạnh chích vi trùng vô, không biết là nó có bị tê giật giật gì không? Tại vì anh Minh cứ mở Facebook lên, mỗi người mỗi một ngày mở lên Facebook có nhiều nước chết vì giờ bị chích cái đó ở nơi khác thôi, chứ ở Mỹ này là nói chung là an toàn, an tâm. Cái đó thì chưa biết, nhưng mà thôi để từ từ người ta chích hết thì tới phiên mình cũng chưa muộn. Lý ra là năm nào cũng đi du lịch chơi, sắp sửa spring break rồi, nhưng mà không biết là tại vì chị muốn biết rõ ràng là ví dụ như mình chưa có chích, mình có đi trong nước được không? Đi trong nước thì vô tư, không sao hết. Rồi hy vọng là như vậy. Thì cái món số 4 rất là hấp dẫn, đang nhìn trên màn hình là cái vỏ thiết kế của Ý nha quý vị, rất dày rất nặng, 11.5 gram vàng trắng, gồm có 4 viên hộp xoàn 3 ly rưỡi là cuối cùng nha. Rồi hai bên đó quý vị, hai bên là 4 viên hộp xoàn 3 ly rưỡi cuối cùng, rồi kế tiếp là 4 viên hộp xoàn 3 ly 8 và hai cái chính giữa là 4 ly 2. Nói xin lỗi chứ bây giờ Miley nó 4 ly rưỡi quý vị cũng không đo được. Nhưng mà bán làm sao nói vậy, tiền nào thì của nấy, có làm sao thì nói vậy nha quý vị. Nếu mà là nước EVVS One 4 ly 2 là 550 đồng viên, 3 ly 8 là 400 đồng viên, 3 ly rưỡi là 315 đồng một viên nếu mà là VVS One. Còn đây là VVS Two, cho nên quý vị được bớt hơn nửa giá. Giá tiền của nhận số 4 4.350 đồng. Trong giờ phút này gọi cho Đức Tiến, quý vị trả chỉ có 2.150 đồng cho nhận số 4. Chi tiết gọi về cho Đức Tiến là 714 622 9573, 714 622 9573, trả thẻ gọi anh Minh 714 653 5207. Miley trước khi đọc cái hộp xoàn này là rất hấp dẫn lắm quý vị ơi. Quý chị chủ tiệm nail, mấy ông chủ nhà hàng, mấy bà chị chủ nhà hàng, thì cái đây là cái của mà Miley để dành từ lâu. Thứ nhất, cái thứ hai nữa đó là cái này chương trình tiệm vàng Miley có gì Đức Tiến, nếu không bán miếng, nếu không muốn đổi, không muốn trả, không muốn đổi, không muốn trả, không muốn bán làm gì? Nếu không muốn đổi, không muốn trả, không muốn bán, muốn giữ lại, muốn có tiền thì mang đến ký gửi cho tiệm vàng Miley để có số tiền lo công việc của mình, và mình vẫn giữ được cái món đó, cái món tài sản, cái món đồ mình yêu mến, nhiều kỷ niệm và rất là nhiều tâm huyết cho cái món đồ đó bằng cách đi ký gửi, rồi sau đó đi làm có tiền, mang tiền đến và lấy đồ của quý vị về. Đó là cái một cách mà Miley phục vụ cho quý vị, giống như là Miley cũng muốn giúp quý vị thôi. Miley cũng giống như quý vị thôi. Mình qua đây đầu tiên Miley cũng đi làm hãng, đi làm cũng giống như quý vị. Mình kiếm từng đồng, mình chắc mốt khi mà mình mua cái món đồ đã khó rồi, mình bán lại mà mình không thể nào mua được rồi còn khó hơn. Mình mua đã khó rồi giữ còn khó hơn nha quý vị. Cho nên chính vì cái chương trình chính như vậy, cho nên Miley hiểu được cái tâm lý Miley muốn giúp cho quý vị qua cái cơn khốn khó. Khi mà mình có tiền mình lấy lại, đó là một cái cách mà lương tâm nghề nghiệp của tiệm vàng Miley. Miley không nói với quý vị là chúng tôi ăn chay trường rồi đạo đức không có. Miley không có bao giờ làm những cái chuyện đó, Miley không cần. Nhưng chúng tôi có tiền dư vẫn đi làm từ thiện, vẫn giúp những cái người mà khó khăn, hay là những cái người khó khăn tại quê nhà. Năm nào Miley cũng cho bao nhiêu tấn gạo hết, nhưng mà không có cần khoe khoang. Nhưng chúng tôi biết là những cái gì mà chúng tôi làm để giúp cho cộng đồng người Việt khắp nơi trên toàn thế giới. Ví dụ như mấy chị đi rửa rau, Miley cũng lên đây nói rõ ràng là một cách chi tiết, một cái hộp xoàn 2 carat
nó hai cái cara 7.000 khác, hai cara 22.900 khác, mà hai cara 54.000 khác, mà hai cara giống như nãy Miley đọc là nước đi là 61.650 đồng nó khác. Miley nói cái gì cũng có giấy tờ chứng minh rõ ràng, chứ không có phải là bỏ cái giá lên rồi nói cho quý vị biết là bớt nhiêu, không có. Miley cho quý vị biết, lấy giấy lấy viết xuống. Nếu mà mình bắt đầu từ đây không biết, chưa bao giờ biết tiệm vàng Miley, thì quý vị cứ lấy giấy lấy viết xuống rồi quý vị đi hỏi giá ở tất cả khắp nơi chỗ khác, thì quý vị sẽ biết là Miley có bán rẻ hay mà hay là cái giá trung bình hay là bình dân dễ mua. Nhưng cái điều kiện của Miley là muốn bảo vệ khách hàng mình, giúp đỡ cho khách hàng và giúp đỡ cho cộng đồng khắp nơi trên toàn thế giới, để mình giữ được cái món của mình và cái tài sản của mình. Khi mình cần kẹt, mình có một cái chỗ nâng đỡ giúp cho mình trong những cái cơn khốn khó, khi mình có tiền mình lấy lại cái của mình. Đó là một cái tài sản mà Miley luôn bảo vệ cho khách hàng khắp nơi. Thì đây là một cái món số 5 hấp dẫn lắm. Chị em sao hết hồn Đức Tiến. Yeah. Đây là Miley để lâu lắm rồi. Miley rất tiếc. Bây giờ chúng ta đến với món số 5. Miley rất tiếc. Miley không bao giờ khoe khoang. Đây là chị đeo trong cái bàn tay của chị bao nhiêu năm trời. Nhưng mà tất cả những cái gì mà Miley chia sẻ là Miley nói bằng tình thật, đẹp lắm quý vị ơi. Cái này là một cái nhẫn hột xoàn vàng nha quý vị. Hồi xưa đó, Miley ký gửi cái này đó là lâu lắm rồi. Nhưng mà thật sự ra bao nhiêu cả... bây giờ hơn năm hả, từ Covid bây giờ hơn năm. Có rồi. Những cái món hàng mà Miley vô mới thì quý vị chưa bao giờ thấy qua, giống như cái nhẫn vừa rồi đó, mà Miley vô cái giá cũng cao hơn mà Miley đang bán ra cho quý vị. Nhưng mà nó bù qua đáp lại, có những món Miley là lời thì Miley bù qua đáp lại. Cái chương trình này làm cho quý vị vui, chương trình này lên đây để gặp gỡ quý vị, để dụ quý vị vô tiệm vàng Miley, là bởi vì nếu mà Miley không bán rẻ, Miley không bán đồ đẹp, thì ở khắp nơi trên toàn thế giới biết bao nhiêu là tiệm vàng quý vị để đến, đúng không ạ? Nhưng mà không những đồ đẹp, đồ lạ mà giá còn phải chăng để cho quý vị nhớ tới tiệm vàng Miley. Thì cái nhẫn số 5 này đó là cái hột xoàn ở chính giữa là 5 cara 11, có số, có giấy tờ laser bên trong và giấy chứng nhận của hãng gốc. 5 cara 11 VVS1 Yellow Fancy Diamond, có giấy tờ, có số laser bên trong nha quý vị. Thì cái nhẫn màu vàng này thiết kế của Ý, cái vỏ custom made. Miley có thấy một cái, Miley thấy cái vỏ này trong cái cuốn catalog của Italy mà Miley đặt. Miley đặt thì khi mà có cái hộp này, hồi xưa Miley ký gửi cái hộp này đó là qua một cái vỏ khác rất là đơn giản. Mấy cô trẻ trẻ đó thì biết là họ không có đeo vậy. Còn Miley á, người to, người bự, nhưng mà mình đeo nhiều khi Miley cũng không nghĩ là giá tiền, nhưng mà Miley nghĩ cái này để giống như thứ nhất là làm của, thứ hai là mình đeo cho đồ sộ đẹp. Nhưng khi mà lên tay Miley thì cái giá trị nó trên 100.000, chứ nó không có cái giá mà Miley đang nói quý vị. Đây thì 5 cái đăng 11 Yellow Fancy Diamond, có giấy tờ, có số laser bên trong, VVS1 đàng hoàng nha quý vị. Ok, quý vị lấy giấy lấy viết xuống nha, chuẩn bị nha. Ok, cái nhẫn này thiết kế của Ý, cái vỏ rất là đẹp, custom made, thiết kế của Italy nha quý vị, bảo đảm không đụng hàng. Chỗ khác có, tới tiệm vàng Miley đưa cái vỏ lại, tới tiệm vàng Miley trả tiền lại và tặng luôn cái vỏ, chỉ mua cái hộp thôi nha. Cái vỏ này trị giá là 4.500 đồng. Ok, cái vỏ hột xoàn thiết kế của Ý nặng 17.4 gram vàng trắng, vỏ của Italy nha quý vị. Ở trên là cái một viền ở trên là màu vàng nha quý vị. Ở trong cái hộp xoàn đó là cái chung quanh là màu vàng, cái hàng ở ngoài là trắng, hai ba hàng xoàn ngoài mà trắng, nhưng mà một cục cái chính giữa 5K, nhưng mà quý vị nhìn lên giống như 8K là bởi vì cái design rất là đẹp. Ở bên trong là một hàng xoàn vàng, cái màu vàng, hai ba hàng xoàn ngoài là trắng. Thì cái này nặng 17.4 gram vàng trắng nha quý vị. Có 112 viên hộp xoàn ly 3, ly rưỡi, và 20 viên hộp xoàn 2 ly rưỡi. Chính giữa là Fancy Yellow Diamond 5 carat 11 VVS1. Giá tiền của nó, trước khi Miley nói giá tiền thì Miley hồi lúc Miley mua cái này đó thì nó Miley ký gửi là không có tờ giấy, nhưng khi qua đổi qua cái hãng, Miley gửi qua cái hãng họ làm cho tờ giấy, thì Miley tính một cái nước tệ nhất là của GAA. Với cái giá 5 carat, quý vị nào có biết chơi GAA thì Miley có chút xíu nữa đây, qua khỏi cái màn hình này thì Miley sẽ cho quý vị xem một cái bảng giá quốc tế mà Miley đã vừa mới có trên tay tháng 3 ngày 21. Thì trong cái tuần lễ rồi thì cái giá của quốc tế khi mà quý vị tới mua, thì bất cứ một cái hộp xoàn GAA thì Miley sắp sửa sẽ giới thiệu ở đây, thì khi mà quý vị tới mua, Miley sẽ coi cho quý vị coi cái bảng giá của quốc tế
rồi nói cho quý vị nghe cái hộp xoàn đó nằm ở đâu và bớt bao nhiêu tiền. Đó, rõ ràng lắm. Tiệm vàng Miley, để cho quý vị biết là khi mà mình mua 2 carat 7.000 đừng có bao giờ so với lại 2 carat 61.650 giống như vậy. Thì quý vị mua Miley có một cái khách hàng nó rất là vui, mua cái 7.000 mấy rồi cái thấy một cái râu nhẹ thôi. Chị thấy cái râu nhẹ, có lẽ là chỉ chuyên môn chơi hộp xoàn GA thì chị thấy cái râu nhẹ thôi, chị nói ô tại sao cái hộp xoàn này nó không sạch? Tại vì nó có 7.000 mà làm sao chị đo được với cái lại cái giá 61.650 phong Đức Tiến. Thì chị mới nói là cái đó là cái râu thôi chị, nếu không có cái đó là bây giờ không có cái đó luôn, mà cái màu nó giống như vậy đó thì nó là 25.900, mà nếu mà nó trắng hơn cái đó nữa thì 61.650 đồng là GAA giá quốc tế ngày hôm nay trong trong tuần rồi nè quý vị, tháng 3 2011, đây Miley đang nằm trên tay nha, 17 tháng 3, bây giờ là bao nhiêu tay? Hôm nay là 23. 23 tay, cái này là 17 tháng 3, 2011. Trên tay Miley là cái giá quốc tế mới nhất. Thì cái 61.000, cái Miley anh Minh mới hỏi chứ, ô chị nói chị thích cái vỏ quá, chị mua cái vỏ. Chị bây giờ chị đổi cái hộp khác sạch cho chị. Thì anh Minh nói, ô bây giờ nó có hai cái giá. Một cái giá là 25.900 với cái giá 61.650, chị muốn cái nào? Bà nói không, đổi cái hộp khác cho sạch bằng cái giá 9.800 bà mua đó. Không có. Có nhiều người nói chướng vậy, nhiều khi mình nói, nhiều khi mình nói nó hơi bị cho đụng chạm, mà chị nói chị mở miệng ra chị nói chị có 3 tiệm nail, 5 tiệm nail thì kệ chị chứ, đúng không? Nhưng mà tiệm nào của nấy, nhưng mà theo như chị thà 61.650 thì chị sẽ mua được mười mấy món như vậy chị đeo chơi, đúng không? 60 mấy ngàn 2 carat. Nhưng mà nói xin lỗi cho Miley sẽ đọc cái này ra thì quý vị sẽ đứng tim liền, cái giá tiền mà nhìn á đồ sộ gấp gấp 5 lần cái giá 61.650 đồng. Thì cái nhẫn số 5 này á Miley tính giá tệ nhất là của GAA là cái nước chê đi. Nước chê đó quý vị, bữa nay là VVS1 24.000 một ca, nhân lên cho 5 carat 11 là nhiêu nước tiếng? 24 mà nhân cho 5 là tương đương là 122.660 đồng. Yeah. 5 carat 11 nước chê, nước tệ nhất của GAA là nước chê, chưa nói nước khi, chưa nói nước eo là kiểu cái tiệm vàng GAA kia nó bán là biểu tượng của nước eo đi, còn đẹp hơn cái nước y của mấy cái tiệm khác. Các anh Minh hỏi cái nước eo này chắc nước lèo nó đen thù lùi mà hướng dẫn người ta mua nước eo. Thì cái Miley giá tiệm vàng Miley bán tệ nhất GAA là nước chê, chứ không bao giờ nước chê. Miley kể cho quý vị nghe, nước chê rồi tới nước khi rồi tới nước eo mới tới nước M, đó là tệ nhất trong những cái GAA. Ví dụ như bây giờ mình một cái căn nhà mình đẹp quá, mình nằm trong cái khu đó toàn là cỏ không thì nó đâu có giá trị gì đâu, đúng không em? Yeah. Thì mình có một cái căn nhà tệ nhất nằm trong cái khu giàu có sang trọng thì nó giá trị của cái khu location chứ nó không có giá trị của căn nhà. Thành thử cũng giống như hộp xoàn GAA mà Miley bán là nước chê là tệ nhất trong tiệm vàng Miley, thì nó còn bốn nước nữa, ba nước nữa nó mới tới nước chê, nó là tới cái nước cuối cùng là nước chê là tệ nhất là 24.000 cho một carat. Ai mua cái hộp xoàn này thì Miley sẽ tới cho coi GAA. Thì cái màu vàng này nó là 5 carat 11 VVS1 Yellow Fancy Diamond. Thì Miley kể cho quý vị nghe là cái này chương trình ký gửi, cho nên cái này Miley có mấy năm rồi, nhưng mà ngày hôm nay đem khoe chứ quý vị. Thích thì mua, không thích làm của chơi, chứ cũng không cần bán lắm. Nếu mà quý vị thích thì quý vị cứ mua. Thì cái này đó là Miley cho quý vị biết là cái nước chê tệ nhất của GAA là 24.000 ca, nhân lên cho 5 carat 11 giá tiền của nó là 122.660 đồng. Thì cái hộp xoàn vàng này là 5 carat 11 Yellow Fancy Diamond, có giấy tờ có số liên bên trong VVS1. Miley sale nhiêu đứa tiếng? 122.660 đồng. Nhưng mà hôm nay trong chương trình này Miley sale cho quý vị giá đặc biệt chỉ còn là 48.500 đồng. 550 đó mà anh Minh bớt thêm 50 đồng nữa cho nó chẳng cho quý vị. Thì cái vỏ này 4.500, total cái hộp xoàn này còn có 39.000, còn nhiêu em? 4.500 thì còn 4.500 thì còn 44.000. 44.000 cái hộp này chỉ có 44.000 thôi quý vị. 44.000 5 carat 11 cho Yellow Fancy đây, mình có giấy tờ có số ở bên trong và giấy chứng nhận của hãng gốc 5 carat 11 VVS1 Yellow Fancy Diamond 122.660 đồng. Cái này mình bớt hơn 55% ở Đức Chiến. Chỉ còn 48.500, hấp dẫn quá em ơi. Rồi đọc lại cùng quý vị nha. Chiếc nhẫn số 5 đang xem trên màn hình là chiếc nhẫn hộp xoàn vàng, về vàng là nặng 17.4 gram vàng, vỏ trắng chấu màu vàng, có 112 viên hộp xoàn từ 1 ly 3 tới 1 ly rưỡi, 20 viên hộp xoàn 2 ly rưỡi và hộp xoàn ở giữa là Fancy Yellow 5 carat 11
VVS1 Cushion Cut. Thưa quý vị, giá tiền cho chiếc nhẫn số 5 này là 122.660 đồng. Và hôm nay Miley sale cho quý vị giá chỉ còn là 48.500 đồng cho chiếc nhẫn số 5. Chi tiết xin gọi về 7146229573 hoặc trả thẻ gọi ngay về với anh Minh 7146535207. Rất là hấp dẫn phải không ạ? Tất cả những cái hộp xoàn mà mấy chị mà mua những cái ít tiền, những chị đi rửa rau, làm bàn hũ, chạy bàn hủ tiếu, đi chợ, làm chợ, hay là mấy chị mà làm hãng thì đừng rời khỏi làn sóng này. Tuy nhiên là Miley cũng muốn lên đây để khoe khoang cùng quý vị tất cả những cái gì mà Miley có được. Quý vị đừng rời khỏi làn sóng của chúng tôi, tới cái giá cuối cùng 100 mấy Miley cũng có. Hầu như là Miley có rất là nhiều hàng mấy chục ngàn cho tới mấy trăm ngàn để phục vụ cho quý vị. Nhưng mà cái làn sóng này, Miley lên đây để Miley giúp cho những ai bắt đầu từ đây, để cho những người đi làm hãng, mấy người rửa rau, đi rửa chén, hoặc là mấy chị chạy bàn hủ tiếu đều có hột xoàn và vàng của tiệm vàng Miley để phục vụ cho quý vị. Cần tiền kẹt tiền bán lại được, xin lỗi chứ có những món Miley bán một tí xíu nữa đây 125 đồng. Quý vị có tiền, quý vị không kẹt tiền mấy chục đồng, mình kẹt tiền mấy chục đồng đi sửa xe cho con, Miley vẫn mua lại cho quý vị cũng được. Chứ huống chi mình đi mua cái Mosunai 5-700, 1000 mấy, mình cần tiền chỉ dục phòng rác thôi chứ đâu có ai mua lại, đúng không mà. Tuy nhiên là nói vậy nó hơi quá đáng, nhưng mà có nhiều tiệm họ có tiền đó, họ nói chuyện nghe không có lọt lỗ tai, thì Miley cũng cho quý vị biết là quý vị có tiền thì mình cứ mua GAA, chứ Miley không có cản quý vị để mua những cái mặt hàng của tiệm vàng Miley. Nhưng mà tuy nhiên tiền nào của nấy, nhưng mà Miley phục vụ cho quý vị bằng tâm, lương tâm nghề nghiệp, và trong cái lương tâm nghề nghiệp chúng tôi cũng có từ thiện nữa. Thành thử ra không phải là Miley không có những cái GAA để lên đây để phục vụ cho quý vị, nhưng mà tuy nhiên là chúng tôi bán là phục vụ cho toàn thế giới, chứ không phải phục vụ cho những bà chủ mà có 5 tiệm nail, hoặc là có nhiều ông chủ 5-7 cái hãng, đúng không Đức Tiến? Chị Miley phục vụ cho những người giống như Miley bắt đầu từ đây. Miley đi qua đây cũng vậy, giống như chị kể cái câu chuyện mà chị có hai chỉ vàng mà đi ra giặt đồ ngoài máy đó, đứng cùm cùm ở dưới chu mông chổng mông lên cái dở lên cái tự nhiên mình đâu có nghĩ ở Mỹ giống như Việt Nam, vừa đứng lên cái mất luôn cái vỏ, trời, đứng khóc gần yêu gần nhau. Tới Cali đó quý vị, nhà thờ cho Miley, từng cái tủ lạnh cái xe chạy. Nhưng mà quý vị có biết là có ai may mắn giống vậy không? Yeah. Chị qua đây với hai bàn tay trắng ở California, nhà thờ cho xe, tủ lạnh, tất cả đều nhà thờ giúp cho Miley. Lý do tại sao ngày hôm nay Miley làm công việc từ thiện, Miley nói chuyện mạnh dạn là những cái trường hợp đó là Miley có đi qua hết. Và mà quý vị biết là Miley đến nỗi Miley vẫn nhà thờ cho, nhưng mà chị đi nhà thờ có nhiều bác lớn tuổi, có nhiều người rất là có tiền, người ta tới người ta vòng tay, người ta chào chị. Chị không biết từ đâu, lý do là tại sao, là tại vì trong trại tị nạn ở Banthat hay là trước khi Banthat đi không đó, là cái tên của cái trại tị nạn Thái Lan đó, thì chị ở trong đó chị làm chương trình, không phải là chương trình, chị làm giống như là thiện nguyện viên, giống như Liên Hiệp Quốc, giống như cái những người thiện nguyện viên, tất cả ở đâu ở bây giờ ở đây cũng có vậy, có những người đi làm nhà thờ cũng là thiện nguyện viên, thấy không? Cũng giống như xin lỗi chứ mấy ông dân biểu cũng là thiện nguyện vậy, có nhiều người cũng đâu có lấy tiền nhà nước đâu, giống như ông Trump cũng đâu có lấy tiền công đâu. Thế đó là những là người thiện nguyện giống như vậy, thì có nhiều người người ta mới tới Đức Tiến chỉ có bộ đồ, tại vì lên mà bộ đồ còn ướt, mấy người đi biển đó, mấy người ta đi đường biển đó, Tiến lên trại thì nạn có bộ đồ, chị đi lấy quần áo của chị đi xin từng cái nồi tới cho người ta, cái bây giờ người ta qua đây người ta làm mang có 5-7 triệu neo, cái nhiều khi chị đi nhà thờ người ta tới người ta vòng tay, người ta khum khum người ta chào chị mà chị không biết chuyện gì, cái chị nói ô bác làm gì vậy, bác biết con ở đâu, ô tôi ở bên trại tị nạn đó, hồi lúc cô đi đó nồi niêu son chảo từ cái bộ đồ mà cô cũng cho bác, rồi cô đi xin dép cho bác, rồi mấy cô kia thành công có tới ôm chị, cứ nắm tay nắm chân chị vui lắm, nói chứ ồ thấy chị trên tivi bây giờ mới thấy bằng người bằng thịt, cứ nắm tay nắm chân dễ thương lắm. Thì có những cái giai đoạn đó Miley đi qua hết rồi quý vị, cho nên có nhiều chị đừng có nói ô tôi có 5 tiệm nail, tôi đâu có cần mua những cái hộp như vậy, thì Miley đâu có bắt mấy chị mua. Mấy chị thấy rẻ thì mấy chị cứ mua, còn mấy chị có tiền thì đây em giới thiệu cho mấy chị mua này nha. Ok, cái giá số 5 em đọc lại lần nữa đi. Dạ vâng, số 5 quý vị đang xem trên màn hình là chiếc nhẫn hộp xoàn vàng, thưa quý vị. Về vàng là nặng 17.4 gram vàng, vỏ trắng, chấu vàng, có 112 viên hộp xoàn từ 1 ly 3 cho tới 1 ly rưỡi và 20 viên hộp xoàn 2 ly rưỡi. Hộp xoàn vàng ở giữa là Fancy Yellow 5 carat 11 VVS1
Custom Cut. Thưa quý vị, giá tiền total cho chiếc nhẫn số 5 này là 122.660 đồng. Nhưng mà trong chương trình này, Miley sale đặc biệt cho quý vị, quý bà chủ, quý ông chủ mua, giá tiền chỉ còn là 48.500 đồng. Không phải em nói vậy, một hồi có người gọi vô bắt lỗi là nó tôi không chủ mà có tiền tôi làm nè, mà tôi có tiền không biết chủ sao. Welcome. Thôi đừng nói vậy, có nhiều cái nhiều khi mình nói chơi đó, mình nói giỡn chơi, cái mình nói mình nhiều khi mình nói mình không có nghĩ đó tiếng cái nhiều khi có nhiều người ta hơi khó đó, người ta bắt lỗi đó. Thì đây là một cái giá mà rất là phải chăng để cho quý vị mua. Quý vị cứ cầm giấy lấy viết xuống, rồi xong rồi cứ đi hỏi giá tiệm vàng khác trước khi tới tiệm vàng Miley bỏ xuống ta 48.500 nha quý vị. Rất là phải nói là cái giá rất là phải chăng. Đây quý vị lấy chuẩn bị lấy giấy lấy viết xuống trước khi Miley tới cái món khác. Mấy chị làm rau, lặt rau, chạy bàn hủ tiếu, đi làm hãng, quý chị đang làm một cái công việc gì đó, cái lương rất là phải chăng, khiêm nhường, đừng rời khỏi làn sóng này. Giá cuối cùng vẫn có 100 mấy, 200 mấy, 300 mấy để cho mấy quý vị mua. Thì những ai mà cần chia AA, những ông chủ bà chủ nào cần chia AA, lấy giấy lấy viết xuống. Đây là những cái mặt hàng mà Miley đang có để Miley phục vụ cho quý vị đây. Thì những ai mà muốn chia AA sau chương trình này, Miley về tới tiệm 3:30 thì quý vị gọi vô, Miley sẽ, quý vị có quyền tham khảo với Miley qua những hộp chia Miley đang có nha quý vị. Ok, quý vị chuẩn bị chưa, lấy giấy lấy viết xuống giùm cho Miley. Trước khi Miley đọc xong cái này còn có nhiều hàng rất hấp dẫn lắm, vài trăm ngàn mấy, 2.000 mấy, 5-6 ngàn, 10 mấy ngàn, mấy trăm, 100 mấy cũng có luôn. Còn tới 30 món, còn tới 35 món nữa là xin lỗi tiếng nha. Ok, quý vị lấy giấy lấy viết xuống chưa nha. Ok, Miley có một cái hộp nước ép 2 carat 01, nước ép VS1. Tiệm vàng Miley có bán GAA từ 5 ly tới 5 carat, bớt cho quý vị 20-40%. Mà khi mà quý vị mua, Miley sẽ chụp hình, nếu ở tiểu bang khác Miley sẽ chụp hình cái bảng giá quốc tế của tháng 3/2021 cho quý vị. Và những ai ở California, quý vị tới Miley sẽ cho quý vị xem cái bảng giá quốc tế của tháng 3/2021. Thì 2 carat 01 nước ép VS1, cái giá tiền của 2 carat 01 nước ép VS1 là 18.000 một ca, giá của tháng 3 nha quý vị. Giá của tháng 3 là nước ép VS1 là giá tiền là 18.000, 2 carat 01 là 36.000, bớt cho quý vị 25%. Rồi đó là nước ép. Rồi tiếp tục thêm một viên nữa là 2 carat 03 nước ép VS2. Nước ép VS2 nha quý vị, 21.000 một ca. Miley có một cái hộp này là 2 carat 03, 2 carat 03 nước ép VS2, 2 carat 03, 21.000 ca nhân lên cho 2 carat 03, bớt cho quý vị 25% trong giá, trong cái bảng giá của quốc tế. 21.000 ca nhân cho 2 carat 03 là 40 mấy ngàn, bớt cho quý vị 25%. Tiếp đến là một hộp tiếp theo nữa là 4 carat 07, 4 carat 07 nước HVS1, 4 carat 07 nước HVS1 nha quý vị, 27.000 một ca, giá của tháng 3/2021, 17/3/21 nha quý vị. Giá giá của quốc tế GAA ngày hôm nay của 17/3/21, 4 carat 07 nước HVS1, 27.000 ca nhân lên 4 carat 07 là nhiêu chú Tiến? Hơn 100.000 đó quý vị, 108.000, 109.000 mấy trăm, 4 carat 07, bớt cho quý vị 30%, bớt cho quý vị 30% cho một hộp xoàng 4 carat 07 nước HVS1, 27.000 ca, giá tiền của quốc tế tháng 3/2021, 27.000 ca nhân cho 4 carat 07, 109.000 mấy trăm, bớt 30% nha quý vị. Thì cái hộp này còn 70 mấy ngàn. Rồi tiếp đến là cái hộp không có nhiều thời gian, Miley sẽ đọc mỗi tuần bố vài hộp xoàn mà trong tiệm vàng Miley đang có GAA. Thì mỗi tuần Miley sẽ đọc vài viên để cho quý vị biết là Miley bớt cho quý vị bao nhiêu. Quý vị lấy giấy lấy viết xuống chưa quý vị? Ok, một hộp cuối cùng là 5 carat 01, 5 carat 01 nước Y VVS2, 65.000 ca nhân cho 5 carat 01 còn nhiêu em? Là 65.000 ca nhân cho 5 là nhiêu Đức Tiến? 325.000 mấy trăm. 5 carat 01 nước Y VVS2, 65.000 ca, 65.000 ca nhân cho 5 carat 01, 600 rưỡi là 325.000. 325.000 mấy trăm, 325.000 325.650 đồng, bớt cho quý vị 40%, bớt cho quý vị 40%. Hộp xoàng GIA 5 carat 01 nước Y VVS2, 65.000 một ca,
giá tiền của quốc tế của vào ngày 17 tháng 3 năm 21, 65.000 ca, 5 Canada 01 nước Y VVS2 bớt cho quý vị 40% trên cái hộp xoàn 325.650 đồng. Nếu mà quý vị mua tất cả những muốn mua hộp xoàn GAA qua cái chương trình của tiệm vàng Miley bớt từ 20-40% sau 3 giờ rưỡi. Chương trình này quý vị tham khảo với Miley qua số điện thoại 714-622-9573, 714-622-9573. Giá tiền của các hộp xoàn vàng quý vị đang nhìn trên màn hình số 5, 122.660 đồng. Ngày hôm nay gọi cho Đức Tiến quý vị trả chỉ có 48.500 đồng cho nhận số 5. Tiếp đến. Rồi, tiếp đến chúng ta sẽ đến với số 6 thưa quý vị. Số 6 là cái lắc tay, lắc tay số 6 dài 6 in 1/4, về vàng là nặng 11.3 gram vàng trắng, có 39 viên hộp xoàn 2.5 ly nước Y VS1. Giá tiền cho lắc tay số 6 này là 2.750 đồng. Và hôm nay Mali sale cho quý vị lắc tay này chỉ còn 1.550 đồng cho lắc tay số 6. Đang nhìn trên màn hình là cái lắc tay này là chiều dài 6 in 1/4, rõ không quý vị? Không có một cái chương trình nào vừa đọc rõ rồi vàng bao nhiêu gam bớt xuống nhiêu để cho quý vị biết. Tại mình bán rẻ mà không cần lời, cho nên mình bán rẻ, mình muốn phục vụ cho những ai bắt đầu từ đây nha quý vị. Rồi thì cái này là thiết kế của Ý nha quý vị, có nặng là 11.3 gram vàng trắng, gồm có 39 viên hộp xoàn 2.5 ly nước Y VS1, 2.5 ly nước Y VS1, giá tiền trong tiệm vàng Mali là 45 đồng, nước Y VS1 là 35 đồng, nhân lên cho 39 viên, cộng lên tiền vàng là 2.750 đồng cho lắc tay số 6. Ngày hôm nay trả nhiêu chú Tiến? Và ngày hôm nay quý vị trả chỉ với giá là 1.550 đồng cho lắc tay số 6. Chi tiết gọi về 714-622-9573, 714-903-8821, đó là line thứ 2. Nếu quý vị mua không kịp, gọi line thứ 3, quý vị có thể gửi thẻ line thứ 3 714-653-5207 cho line thứ 3. Tiếp đến là cái vòng số 7, cái vòng số 7 là rộng 53, tức là cái size 53 đó quý vị, nặng 14.3 gram vàng trắng nha quý vị. Cái này mất in tại Mỹ, cái này rất đẹp, có 9 hộp xoàn 3.8, 3.9 với một con số 9 rất là lucky. Rồi cái nếu mà 9 hộp có 9 giữa không thì rất là ngắn cho cái cùm tay, thì cho nên cái kiểu sang kẻ của nó là thêm 2 hộp nằm ở chính giữa đó, cho 9 viên hộp xoàn đó là 2.2, cho 16 viên hộp xoàn 2.2 và 9 viên hộp xoàn 3.8 tới 3.9, 5 viên hộp xoàn 3.9 và 4 viên hộp xoàn 3.8. Rõ không quý vị? 3.9, nếu mà 3.8 nước Y VS1 là 400, 3.8 nước Y VS1 là 350 đồng, mà 3.9 là 375 đồng, tính bổ đồng luôn là 350 đồng, nhân lên cho 9, cộng tiền vàng, cộng xương hộp xoàn tắm nước Y VS1 là 4.685 đồng. Trong chương trình này ngay bây giờ gọi cho Đức Tiến quý vị trả chỉ có 2.350 đồng. Nhưng mà đừng like, Đức Tiến rất bận, giúp cho mấy lựa like thứ 2 714-903-8821, và quý vị gọi gửi thẻ like thứ 3 714-653-5207. Cái vòng tay số 7 mắc in tại Mỹ, cái chiều rộng của nó đó, tức là cái size là 53 nha quý vị, nặng 14.3 gram vàng trắng, gồm có 16 viên hộp xoàn 2.2 sang kẻ và 9 viên hộp xoàn 3.8 cho tới 3.9 nước EVS1. Giá tiền của vòng tay số 7 4.685 đồng. Trong giờ phút này gọi cho Đức Tiến quý vị trả chỉ có 2.350 đồng cho cái vòng tay số 7. Tiếp đến là vòng tay số 8. Tiếp đến là vòng tay số 8 là cái lắc nha. Lắc tay số 8, lắc này dài 6.5 in, về vàng là nặng 16.7 gram vàng trắng, có 39 viên hộp xoàn 3.6 nước Y VS1. Giá tiền của cái lắc tay số 8 này là 10.195 đồng. Và hôm nay Mali sale quý vị hơn 50%, giá chỉ còn 4.995 đồng. Đẹp không quý vị? Full xoàn luôn. Đầy hộp xoàn hết. Cái này là 4 ly nhưng mà Mali tiết kiệm 3.6 ly nước Y. Cái này đó nhận 4 ly cũng được luôn, nhưng mà Mali dành cho những chị mà thích đồ sộ đó, giống như Mali thích bự mà giá tiền phải chăng vừa túi tiền. Nếu mà cái này Mali vô 3.9 thì cái này quý vị phải trả tới 7.900. Cho nên Mali hạ tiện tiền cho quý vị, nhưng mà đẹp lắm. Cái này giũa từng cái chấu để cho nó gọn vô, nó ôm vào cái hộp xoàn, thì Mali phải trả tiền thêm cho thợ mà còn mất đi cái vàng nữa quý vị. Khi mà Mali bán cho quý vị, Mali mới cân, nhưng mà khi mà Mali mua đã cân rồi, nhưng mà khi mà thợ họ giũa ra bụi bặm như vậy Mali bỏ hết. Thì cái lắc tay số 8 là thiết kế của Ý, chiều dài 6.5 in, nặng 16.7 gram vàng trắng, như cho 85 đồng gam nha quý vị, gồm có 39 viên hộp xoàn 3.6, nếu mà là nước Y VS1 đó là 315 đồng, 3.6 nước Y VS1 là 255 đồng, nhưng mà trong chương trình này làm toán trừ 250 đồng, nhân lên cho 39 viên là gần 10.000 đồng tiền hộp xoàn rồi.
À, quý vị đâu có, anh Minh không lên, không có nhân 250 mà anh Minh lên nhân có 225 đồng thôi, cộng với lại 16.7 gram vàng trắng nội tiền vàng không là gần 2.000 đồng nha quý vị. Như vậy thì cái hộp sò nó còn có 225 đồng cho 3 ly 6 nước EVS One, giá tiền của số 8 đó 10.195 đồng. Ngày hôm nay nghe sale nhiêu chú Tiến? Dạ, ngày hôm nay sale chỉ còn là 4.995 đồng cho lắc tay số 8. Chi tiết gọi về cho Đức Tiến là 714-622-9573, 622-9573, trả thẻ gọi anh Minh 714-653-5207. Tiếp đến là cái vòng tay số 9, size 54 nha quý vị, vòng tay số 9. Tất cả những cái vòng tay ở trong tiệm vàng Mini đều sửa size được hết. Nếu mà size ai nhỏ hơn thì quý vị có cho Miley biết là Miley sửa trước khi gửi đi. Miley biết là ở bên tiểu bang khác đó, tiền công rất mắc. Rồi khi mà họ vô vàng cho quý vị còn mất mấy trăm đồng. Cho nên Miley phục vụ cho quý vị từ A tới Z. Đồ của tiệm vàng Miley mua là chỉ có vậy đeo thôi. Tiền còn nằm trên tay, cần tiền bán lại được. Không đeo, trade in vô 5 năm, 10 năm cũng vô lỗ giống như nhau. Mới mua cũng lỗ giống vậy. Tại sao mình không đeo? Dài 3 năm rồi mình mới đổi lại cũng lỗ y chang vậy. Cần tiền kẹt tiền, bán lại cũng được luôn. Cần tiền kẹt tiền không bán làm gì chú Tiến? Cần tiền kẹt tiền không bán, mang đến ký gửi cho Miley nha. Đó là cái nhẫn màu vàng mà quý vị vừa mới thấy, chỉ có 48.500 cho cái nhẫn 5 carat 11 và yellow fancy diamond có giấy tờ có số lên ra bên trong. Cái vòng tay số 9 là gồm có nặng là 18.2 gram vàng trắng, có 40 viên hộp sòn 2 ly 2 cho cái hoa đó. Quý vị thấy cái hoa đẹp không? Hoa này gọi là hoa gì? Hoa lan hay hoa mai Đức Tiến? Hoa là giống như hoa mai á, hoa mai bốn cánh, bốn cánh có cái nhựa, cái nhụy. Thì có 40 viên hộp xoàn 2 ly 2 và 5 viên hộp xoàn 4 ly 9 cho tới 5 ly, 3 viên 5 ly, 2 viên hai bên là 4 ly 9. Nước EVS giá tiền của số 9 là 7.750 đồng. Ngày hôm nay xem chú Tiến. 7.000 giá tiền của cái vòng tay số 9 là 7.550 đồng và bây giờ sale chỉ còn là 3.650 đồng cho vòng tay số 9. Chi tiết gọi về 714-622-9573, trả thẻ gọi anh Minh 714-653-5207. Đọc lại số 9 nhanh. Số 9 là vòng tay size 54, về vàng là nặng 18.2 gram vàng trắng, có 40 viên hộp xoàn 2 ly 2, 5 viên hộp xoàn từ 4 ly 9 cho tới 5 ly, nước Y. VS giá tiền là 7.550 đồng và bây giờ sale chỉ còn 3.650 đồng, đó là số 9. Mời quý chị đừng rời khỏi làn sóng nha. Những cái mặt hàng sau còn ngàn mấy, mấy trăm, Miley cũng có đầy đủ để phục vụ cho quý chị. Là bởi vì cái chương trình này lên đây muốn giúp cho quý chị để dành tiền và để dành tài sản. Khi mà quý vị mua bất cứ một món hàng nào trong tiệm vàng Miley về cũng ngon. Tiền của quý vị còn nằm ở trên tay, cần tiền kẹt tiền bán lại được. Không đeo, trade in vô, lấy vàng, lấy hộp xoàn, lấy bất cứ một món hàng nào cũng được. Và thậm chí đến nỗi đồng hồ Rolex mà quý vị cần tiền kẹt tiền cũng vậy thôi, cũng bán lại được luôn. Hoặc là quý vị có thể lấy vàng, lấy hộp xoàn trong tiệm vàng Miley. Nếu cần tiền kẹt tiền cứ mang tới, không muốn bán lại lỗ thì quý vị cứ ký gửi cho chúng tôi. Chúng tôi phục vụ cho quý vị mà muốn giúp cho quý vị có một cái tài sản để sau này mình làm của cho con cái nha quý vị. Thì cái lắc tay số 10, tiếp đến là lắc tay số 10 là một cái lắc tay này là rất là hấp dẫn. Khi mà quý vị nhìn thấy là giống như cái dây xích đó được tiếng. Ở Việt Nam mình đeo mấy anh, mấy chị gì đeo được hết. Cái này anh Minh không có đo chiều dài. Khi mà quý vị mua thì quý vị có hỏi anh Minh nha. Nam đeo được, nữ bự con đeo được hết. Tất cả những cái kẻ của cái từng cái mắt một cái dây xích thì đều có hộp xoàn nha quý vị. Kể cả cái lóc đó, quý vị thấy có bao giờ khóa, Việt Nam mình có làm được cái lóc khóa, nó giống như cái ổ khóa, anh nhìn thấy không? Y chang như cái ổ khóa, đều có hộp xoàn hết. Thì cái lắc tay này không biết là chiều dài bao nhiêu, nhưng mà quý vị có thể hỏi anh Minh. Thì cái số 10 đó là thiết kế của Ý nha quý vị. Việt Nam không hề làm được cái lóc đó. Thì cái này đó là lắc tay thiết kế của Ý, nặng 43.1 gram vàng trắng. Quý vị có thấy tiệm vàng không ít cái khi tiệm vàng nào mà bỏ tất cả những cái vàng mà lên đây bán, là bởi vì thứ nhất là vàng cân rồi bán không có lời và cũng không có bớt được bao nhiêu hết trơn á. Nhưng mà tiệm vàng Miley vẫn để lên đây để phục vụ cho quý vị, là muốn cho quý vị có cái của để mình bắt đầu từ đây. Có nhiều bác tội nghiệp lắm Đức Tiến, mua hộp xoàn sợ lỗ, mua vàng bất cứ một cái chương trình nào khi quý vị mua sản phẩm là phải lỗ. Ví dụ mình mua hộp xoàn GAA hay là mình mua cái những cái hộp xoàn mà có giấy tờ thì lỗ ít một chút, rồi tại vì cái giá tiền nó quá cao thì quý vị bán lại quý vị lỗ 15% đúng. Tại vì cái giá tiền nó quá cao, còn khi mình mua 7.000 thì lỗ 20%, còn mình mua 61.650 thì lỗ 15%. Tính qua tính lại thì nó cũng vô đó thôi nhá. Thì cái lắc tay này đó là 41.1 gram vàng trắng. Cái này là hơn một lượng rưỡi nha quý vị.
Quý vị có thấy một cái cửa tiệm nào mà bỏ vàng lên đây bán vậy không? Tuy nhiên là vàng là cân là bán thôi, nhưng mà Miley vẫn bớt lấy vốn lại. Nhưng mà muốn cho quý vị có một cái của Miley làm mỗi một người nó có một cái thú làm ăn. Ví dụ như một người nó có một cái thú vui, ví dụ như người ta thích đi đánh bài, có nhiều người thích đi kéo máy người ta thua 50-70 ngàn, có nhiều người thích đi mua cái bóp 10-20 ngàn, có nhiều người ta thích ăn chơi ví dụ vậy. Mà Miley á thì thích làm việc đánh bài tố, Miley bán cho quý vị không lời, mà chờ quý vị thua tiền hay là đi kéo máy cần tiền mua vé về Việt Nam, lúc đó Miley quý vị bán lại Miley mới có lời. Thấy không? Có nhiều người có cái máu nó là vậy, giống như người Hoa đó, anh Minh đó, là cái máu anh Minh làm ăn là giống vậy. Bán nhiều không cần lời nhiều, nhưng khi mà quý vị cần tiền quý vị bắt buộc phải bán chứ đúng không? Phải bán lại cho Miley thì lúc đó Miley mới lời. Còn Miley mà lên cái chương trình này nói ba qua lớn tiếng mà không bán rẻ thì quý vị đâu có mua. Có nhiều món em rất biết á, có nhiều món á mấy chục ngàn mà 3-4 người mua. Chứ hồi lúc trước á chị lên những cái món nhỏ thì những cái cửa tiệm họ tưởng chị không có GIA để bán mà bán những cái món hàng giống như vậy. Nhưng mà không phải, Miley lên đây, Miley là người của cộng đồng, Miley muốn giúp, Miley đã từng làm từ thiện, Miley muốn giúp cho những ai mà không có tiền bắt đầu từ đây, để cho quý vị có một cái của. Có nhiều người em học tội nghiệp lắm, là tại vì Miley ở Phú Lộc Thọ đó, có nhiều người cần tiền gửi về cho mẹ bị bệnh mà muốn mua vé về Việt Nam, cầm cái giỏ ra mà xin lỗi cái giỏ đó, có nhiều đứa trẻ nó xài không có kỹ quý vị, mới mua cái giỏ 5,000 mấy mà nó trầy nó trụa, nó xin lỗi chứ giờ bán 2,500 tôi cũng không mua. Lý do là tại vì Miley lớn tuổi, Miley có một cái fashion của Miley, còn mấy em trẻ có những cái kiểu trẻ thì làm sao Miley xài được. Nhiều khi Miley cũng muốn giúp lắm, nhưng mà mua để làm gì quý vị, thì không phải là hột xoàn. Nói xin lỗi chứ những cái mặt hàng mà trong tiệm vàng Miley cần tiền một thời gian ngắn, không cần bán để lỗ, ký gửi cho chúng tôi cũng phục vụ cho quý vị luôn. Thì cái lắc tay này là tương đương hơn 1,5 lượng vàng nha quý vị. Có 240 viên hột xoàn 1,5 ly, 1,8 ly và nước đi VS1. Cái này thiết kế của Italy, làm nguyên vỏ, nguyên chiếc luôn, 7,675 đồng. Ngày hôm nay sale cho quý vị. Giá tiền của số 10 đó là 7,675 đồng. Và hôm nay quý vị mua từ chị Miley sale chỉ còn 4,175 đồng. Cho cái lắc tay số 10 có 240 viên hột xoàn, 240 viên hột xoàn 1,5 ly cho tới 1,8 ly. Lý do là cái giá của nó, khi mà Italy á, bất cứ một cái hãng nào họ bỏ cho mình đều là có giá tiền sẵn. Tại vì trong đó nó có cân đo giá tiền của vàng, giá tiền của hột xoàn, giá tiền của công. Thì họ bắt mình bán giá như vậy, họ bớt cho mình 30-40% để làm gì? Để khi mà mình bán ra thì mình bán bằng người khác. Nhưng cái người Việt Nam mình thường là lấy công làm lời, chứ không bán bằng cửa tiệm Mỹ. Nhưng Miley bán, họ bắt buộc mình bán như vậy, thì Miley bớt tất cả những cái phần trăm mà Miley có được, thì Miley bớt cho quý vị. Lý do là tại vì khi mà quý vị bán lại thì Miley mới lời cả một cái số tiền, giống như là quý vị đang mua. Là lý do là tại vì thường á, là Miley cũng nói là cái này là cái thích thú, cái niềm vui của Miley lên đây để chia sẻ với quý vị tất cả những cái gì Miley có, nào là kiến thức, nào là vàng bạc hột xoàn, nào là tiền bạc, để chia sẻ cùng quý vị. Lý do là tại vì thường thường người ta bán một món, người ta lời, người ta coi như là bán một món lời cả 50%, 35%, 30%. Nghề vàng là phải lời như vậy mới đủ chi phí. Nào là tiền thợ nè, nào là tiền nhà nè, quý vị biết là tiền nhà lúc nào cũng vậy, những cái cửa tiệm vàng là luôn luôn là mắc hơn những cái cửa tiệm nhà hàng, hay là cái tiệm bán đồ giả, hoặc là những cái tiệm bóp. Quý vị biết là người ta nói là đất ở cái cửa tiệm vàng là đất vàng, thành thử ra lúc nào cũng mắc hết tiền công. Nó tiền công cũng vậy, thợ làm cũng phải trả nè, rồi nào là tiền công quay phim nè, nào là trả tiền đài airtime. Nhưng những cái gì mà Miley có được cái kiến thức và chia sẻ cùng quý vị với những cái giá tiền đó, thì quý vị nên mua. Khi mình cần tiền kẹt thì mình bán lại được. Thì cái số 10 này là hơn 1,5 lượng vàng luôn nghe quý vị. Thiết kế của Ý luôn, của Italy, 240 viên hồng xoàn 1,5 ly tới 1,8 ly. Nước đi VS1 giá tiền là 7,675 đồng. Ngày hôm nay sale chú Tiến. Và ngày hôm nay sale giá chỉ còn là 4,175 đồng cho lắc tay số 10. Rồi tiếp đến chúng ta đến với số 11 thưa quý vị. Số 11 là bông tai bốc câu về vàng là nặng 2 gram vàng trắng, có 14 viên hộp xoàn 1,5 ly, 2 viên hộp xoàn 4,3 ly, nước y VS1 giá tiền là 1,450 đồng. Và bây giờ Miley sale quý vị mua giá chỉ còn là 795 đồng. Quý vị có bao giờ mua được cái đôi bông hột xoàn giống như vậy 43. Mà chỗ khác 850 không, chứ đừng nói 795. Miley nói 850. Nếu mà những ai mà đi hỏi giá vòng vòng tất cả những tiệm khác mà bán cái đôi bông này đó, cái vỏ này của Hồng Kông, vỏ này là 450 nha quý vị. Nếu mà quý vị tới tiệm khác 450, nhưng mà Miley làm toán trừ là 350 cái vỏ, 350 cái vỏ, cái hai cái hột là 1,100.
nó mà hai cái hộp là ngàn mốt với lại 450 là ngàn, là nhiêu em? 450. Ngàn, mà như vậy là hai cái hộp này còn có ngàn à, làm con trừ có ngàn, 1.400, 450. À, nhưng mà khi mà mình bán rồi mình mới bớt là 350, thì coi như là hai cái hộp này là còn có 350, hai cái hộp này còn có 400, mà chưa tới 400, 395 đồng cho hai hộp xoàn 4 ly 3 nước EVS One. Nếu mà có cửa tiệm nào bán, quý vị kêu cái cửa tiệm đó Miley tới trả tiền và lấy cái đôi bông tặng quý vị luôn nha. Thì cái đôi bông tay số 11 là móc câu thiết kế của Hồng Kông, cái này của Hồng Kông nha, chứ không phải là cái người Trung Quốc họ bán, họ không biết cái này thiết kế từ đâu và mua ở chỗ nào. Cái này của Hồng Kông bán, của Italy hay là của người, à, của Mỹ, thì Miley nó mắc in tại đó. Có một cái cửa tiệm ở trên lầu họ bán GAA, họ không biết nó mắc in từ đâu, thì có những cái đồ mà họ chế nhiễu đó chị không có nghe, mà cái tiệm vàng Hiền Hòa họ nghe, họ tách qua cho chị thì chị mới nghe được, là nói ô mấy cái cửa tiệm khác nói bán đồ Ý nhưng mà Ý ẹ, thì cái tiệm đó là người Trung Quốc. Yeah. Không, họ người Trung Quốc, họ tháng nào cũng đi Trung Quốc, hồi lúc chưa có Covid á, thì họ thường đi Trung Quốc, họ thăm bà con, họ hàng chắc họ mua đồ từ Trung Quốc ra bán, kể cả bây giờ chắc cũng mua đồ Trung Quốc, cho nên nó không có phát xuất từ đâu, chỉ có lên là nói giá rồi nói giá bán thôi, cũng không có hạ, cũng không có kiến thức và cũng không có đọc cho quý vị biết là bao nhiêu vàng, bao nhiêu hộp xoàn là cái đó là toàn là đồ Trung Quốc không, thì nó không biết mất in từ đâu. Thì đây là một cái đôi bông thiết kế của Hồng Kông, móc câu nặng 2 gram vàng trắng, có 14 viên hộp xoàn 1 ly rưỡi, 2 viên hộp xoàn của 4 cháu là 4 ly 3 nước EVS One. Giá tiền của đôi bông này là 1.450 đồng. Ngày hôm nay gọi cho Đức Tiến, quý vị trả chỉ có 795 đồng cho bông tai số 11. Rồi, chi tiết gọi 7146229573, trả thẻ gọi An Minh 7146535207. Tiếp đến là số 12 là bông tai đẩy. Thưa quý vị, bông tai đẩy này nặng 2.7 gram vàng trắng, có 20 viên hộp xoàn 2 ly 3, 2 viên hộp xoàn lớn 4 ly 9 nước Y VS1, giá tiền là 2.850 đồng. Và bây giờ Malaysia cho quý vị giá chỉ còn 1.450 đồng cho bông tai số 12, 1.450 đồng. Quý vị đang nhìn trên màn hình là đôi bông tai số 12, cái vỏ thiết kế của Hồng Kông, cái kiểu donut nhưng mà nó làm theo hoa hoa đó quý vị. Thì cái đôi bông này đó là đôi bông đẩy nha quý vị, rõ không? Những ai mà sợ rớt đó, thường đó là đa số Miley bán đẩy được nhiều là bởi vì mấy chị bận lắm. Mấy chị là đi làm việc không mà không có thời gian để dặn ra dặn vô mỗi ngày, giống như Miley ra, Miley đeo dặn không được. Mỗi lần dặn ra mà đeo vô là hết, mất hết 1 tiếng đồng hồ mà không có nhiều thời gian. Với lại Miley có cái tật là khi mà đeo đồ đó là tại trong tiệm vàng thôi, còn đi ra hồi khỏi tiệm vàng là Miley lột ra hết, không có đeo gì trên người hết. Đi về nhà trống lỏng như vậy đó, rồi tối ngủ thôi chứ Miley cũng không có đeo được. Thì cái đôi bông này là đôi bông đẩy vỏ của Hồng Kông, nặng 2.7 gram vàng trắng, có 20 viên hộp xoàn 2 ly 3 cho đôi bông. Đôi bông này không trong tiệm vàng Miley bán 750 nha quý vị. Thì 2 viên hộp xoàn 4 ly 9 nước EVS One, 4 ly 9 nước EVS One là 1.250, 4 ly 9 nước EVS One là 2.100, chứ 750 là 2.850. Hợp lý không quý vị? 2.850 đồng cho đôi bông số 12, ngày hôm nay trả nhiều chút đi. Và hôm nay sale chỉ còn là 1.450 đồng cho bông tay số 12. Rồi, số phone là 7146229573. Tiếp đến là số 13 là bông tay vặn. Thưa quý vị, bông tay vặn này nặng 3.5 gram vàng trắng, có 12 viên hộp xoàn 2 ly 7, 2 viên hộp xoàn 3 ly nước Y VS1, giá tiền là 1.165 đồng. Và bây giờ Malaysia đặc biệt chỉ còn 575 đồng. Rẻ không quý vị? Hộp xoàn đó mà chỉ có mấy trăm thôi, cần tiền bán lại được nha. Chứ bây giờ đi mua cái vỏ Michael Kors 650 cần tiền bán không được. Tiệm vàng Miley là luôn luôn bảo vệ cho khách hàng. À, số 13 đang nhìn trên màn hình là bông tai vặn. Cái này mua tại Mỹ, nó gồm giống như cái bông hoa, bông mai 6 cánh, thì chính giữa nó có hai hộp xoàn nữa. Thì cái này là nặng 3.5 gram vàng trắng, Made in USA, có 12 viên hộp xoàn 2 ly 7 và 2 viên ở chính giữa, cái nhụy là 3 ly nước EVS1, giá tiền của số 13 là 1.165 đồng. Ngày hôm nay trả nhiều chú Tiến? Hôm nay trả chỉ còn là 575 đồng cho bông tai số 13. Rồi, chi tiết gọi về 7146229573, trả thẻ gọi An Minh 7146535207. Tiếp đến là bông tai số 14, toàn ten đẹp lắm quý vị ơi. Nếu mà những cái hàng hiệu mà quý vị thường vô Cartier hay là những cái cửa tiệm Rolex, cái này đẹp lắm. Quý vị thấy là những cái mẫu mã này là thiết kế của Ý. Nhưng mà cái này là em thấy những cái người mà đi em coi phim đó,
những cái hình ảnh mà những cái người mà model hoặc là những cái người mà đi ra dạ vũ mà mặc cái áo thiệt là sang. Người ta không có cần đeo, không có cần đeo dây chuyền cổ, người ta đeo cái đôi bông thả tóc dài giống như chị Miley đang thả tóc vậy nè. Người ta không có cần đeo chuỗi, thì đây là một trong những cái đồ hoặc hàng hiệu. Thì vừa rồi đó Miley cũng có đôi bông hàng hiệu mà bán tới 3,000+ lần. Miley bán cái này 3,000+ ở trong tiệm đó quý vị, nhưng mà lên đây vẫn làm toán trừ và để phục vụ cho quý vị với những cái đồ đẹp phải giá cả phải chăng mà hoành tráng, không cần quý vị không cần đắn đo khi mà mua đồ trong tiệm vàng Miley. Cần tiền kẹt tiền thì bán lại được hết. Thì cái số 14 là bông tay vặn nha. Cái này 4 mà cái này Miley không nghĩ vặn đâu, cái này như đẩy á, mà anh mình chắc viết lộn, Miley không nhớ là đẩy hay vặn, nhưng mà Miley nghĩ cái này là đẩy. Cái bông tay toàn ten nha quý vị, nặng 12.5 gram vàng trắng thiết kế của Ý, có 218 viên hột xoàn 1.5 ly và 4 viên hột xoàn 1.5 ly tới 1.7 ly đó. Cái này 1.5 ly tới 1.7 ly, có những cái chính giữa thì to hơn hai bên là 1.5 ly. Nó dịu xuống. Thật ra nhiều khi Miley đo từng hột, quý vị biết con muốn đuôi con mắt luôn, mỗi buổi tối làm cho tới 11-12 giờ, có khi cái ngày mà trước khi lên show Đức Tiến, chị Miley với anh Minh là tới 3-4 giờ sáng luôn. Hôm qua là 5 giờ sáng anh Minh viết bài tại trong tiệm đó, đi ra 2 giờ chồng lang thang đi về security. Chỉ có security ở trong Phố Lộc Thọ chị Miley với anh Minh đi ra thôi. Đó là 218 viên hột xoàn 1.5 ly và 4 viên hột xoàn 2.5 ly tròn nha quý vị, cho từng cái chừng cái toàn ten cái mắt là cũng hộp xoàn luôn nha quý vị. Thì có 4 viên cái mặt kim mà quý vị đang nhìn thấy là nó ra là cái nhụy của những cái đôi hoa đó, là 4.5 ly, 4 viên mặt kim 4.5 ly. Tổng cộng cái đôi bông này là 5 carat 65. Nếu mà quý vị vô tỉnh Mỹ mua đó, 1 carat như vậy người ta include tiền công và công nhận luôn, tại vì nhận 3V khó lắm. Những cái hộp xoàn bình thường là nhận 2 đồng, mà nhận 3V thì thành 4 đồng cho tới 5 đồng. Thì cái đôi bông này là giá trị của nó là 5 carat 65. Ở trong tiệm Mỹ là quý vị người ta tính 850 đồng 1 ca, thì cái giá tiền họ bắt bán đó là 5.350 đồng. Nhưng mà chưa dừng ở đây, trong tiệm vàng Miley để cho quý vị chỉ có 2.950 đồng cho bông tai số 14 thiết kế của Ý. Đẹp lắm quý vị ơi, bảo đảm ai ở Cali tới nhìn thấy mới mua, còn ở tiểu bang khác quý vị nhìn kỹ và coi kỹ mới mua, đẹp lắm. 2.950 đồng cho bông tai số 14. Rồi tiếp đến chúng ta đến với số 15 là bông tai đẩy. Thưa quý vị, bông tai đẩy này nặng 3.9 gram vàng trắng, có 26 viên hộp xoàn 2.2, 2 viên hộp xoàn lớn 6.35, 2 viên hộp xoàn lớn 6.35, tương đương là 2 carat 02, nước ép VVS, giá tiền là 10.950 đồng. Và bây giờ quý vị mua từ Malay Sale chỉ còn 5.650 đồng cho cái đôi bông tai số 15. Quý vị đang nhìn trên màn hình là cái đôi bông tai số 15 là cái kiểu donut thiết kế của Hồng Kông. Cái vỏ rất đẹp, rất sáng. Cái vỏ đẹp lắm, cái vỏ hầu như là nước y luôn á, nhưng mà hai hộp xoàn này là nước ép, nhưng mà quý vị thấy choáng như vậy, thấy giống như nước y luôn. Nhưng mà ở chính giữa nó là nước ép, cái vỏ là nước y nha quý vị. Cái vỏ đẹp lắm, hộp rất trong, rất sạch. Bông tai đẩy thiết kế của Hồng Kông nặng 3.9 gram vàng trắng nha quý vị. Gồm trong cái đôi bông nó có 26 viên hộp xoàn 2.2 và 2 viên hộp xoàn ở chính giữa là 3.35. Đức Tiến đọc 6.35 là mỗi viên một bên là 6.35, chứ phải 2 viên cộng lại nha quý vị. Một viên là 6.35, một viên là 1 carat 01. Cái này nó cũng hơi dày. Thường thường minimum là 6.3 là 1 carat, cái này 6.35 cho 2 carat 02, cho 2 viên, một viên là 6.35, một viên là 1 carat 01, 2 viên là 2 carat 02. Cái này là chỉ tính 2 cái viên hột xoàn, chứ còn vỏ là không tính. Cái vỏ là mày đi đọc rõ rồi, 3.9 gram vàng trắng, có 26 viên hột xoàn 2.2 và 2 viên cái nhị của đôi bông donut này đó, số 15 đó, là mỗi viên là 6.35, một viên là 1 carat 01, 2 viên là 2 carat 02, nước ép VVS2. Nếu mà là nước ép VVS1 đó, giá trị của nó là mỗi viên là 5.500, nước ép VVS2 là 1 viên là 5.000, 2 viên là 10.000, cái vỏ là 950, là 10.950. Rõ quý vị, quý vị có thấy một cái cửa tiệm nào mà đọc cho quý vị nghe rõ vậy không? Nhưng mà nó chưa dừng ở nơi đó, số 15 là 10.950 đồng. Ngày hôm nay trả nhiêu chú Tiến? Và ngày hôm nay giá sale cho quý vị chỉ còn là 5.650 đồng cho bông tai số 15. Chi tiết gọi về cho Đức Tiến là 714-622-9573. Đường tay Đức Tiến rất bận, giúp gì cho Miley. Quý vị tham khảo like thứ hai 714-903-8821. Và quý vị sợ mua không kịp, và những ai đang đi làm mà mình nghỉ được có 15 phút mà không có thời gian đó quý vị, thì cứ gửi thẻ qua like thứ ba 714-653-5207. Like
like thứ 3 714653527. Đừng like Đức Tiến rất bận, giúp cho Miley gửi thẻ like thứ 3 714653527. Tiếp đến là số 16. 16 là mặt dây chuyền. Thưa quý vị, cái mặt này về vàng là nặng 4.3 gram vàng trắng, có 40 viên hộp xoàn từ 2 ly 2 cho tới 2 ly rưỡi và một viên hộp xoàn lớn ở giữa là hộp xoàn 5 ly 9 nước Y VS. Giá tiền là 4.550 đồng. Và bây giờ quý vị mua mặt dây chuyền số 16 này, giá sale từ Mali chỉ còn 2.250 đồng cho số 16. 2.250 đồng. Rất là hoành tráng luôn. Cái vỏ này đẹp lắm. Cái này Mali nghĩ là nó bự hơn đồng 5 cent, cỡ 25 cent nó bự á. Ừ, 5 ly. Cái này hoành tráng lắm. À, những ai mà có cái kiền đó, cái kiền vàng mà 16 inch mà đeo sát cổ cũng đẹp. Cái này nhìn rất là hoành tráng. Cái vỏ này không, tiệm vàng Miley bán 1.350. Hồi xưa Miley bán vỏ, những ai mà mua JAA thì người thích mua cái vỏ đẹp vậy. Nhưng mà tuy nhiên Miley muốn lên đây để phục vụ cho quý vị, để ai cũng xài được hộp xoàn. Chứ bây giờ 5 ly 9 mà Miley bỏ lên, mà nếu mà 6 ly đó, mà của Belgium, mà cái giấy tờ của Belgium thôi đó, 6 ly mà là nước EVVS1 đó quý vị, 6 ly đó là Miley bán 4.500, mà 5 ly 9 là 3.900, mà cái này VS1, mà 5 ly 9 á, nếu mà là 5 ly 9 là 3.000, còn nếu mà 5 ly 9 mà VS1 này còn 2.500, cộng luôn cái vỏ thì quý vị có nhiều người mua nổi, nhiều người mua không nổi, thì Miley làm như vậy để ai cũng xài được hết nha quý vị. Cái vỏ không 1.350, bây giờ mình làm toán trừ đi qua cho cái vỏ là 1.250. Còn cái hộp có 1.000, ví dụ quý vị đi làm đi mà 1-2 năm hay là 1-2 tháng, cái có tiền đó chị Mai Ly, bây giờ em mua cái hộp này là 1.000, kêu anh Minh viết ra cho rõ là cái hộp 5 ly 9 nước EVS là 1.000, cái mai mốt mình có tiền mình đổi lại cái hộp xoàn có giấy tờ có số laser 5 ly 9 cho 3.000, hoặc là mình có tiền mình mua GAA thì cái hộp đó là 8.000 mấy, ví dụ vậy. Mình có tiền tới đâu mình xài tới đó. Tất cả những cái gì Miley cũng giúp và phục vụ cho quý vị được hết. Thì cái mặt dây chuyền đang nhìn trên màn hình là 16 nha. Cái mặt dây chuyền nặng 4.3 gram vàng trắng và có 40 viên hộp xoàn 2 ly 2 cho tới 2 ly rưỡi. Chính giữa là 5 ly 9 nước EVS 4.550 đồng cho cái mặt dây chuyền số 16. Ngay bây giờ gọi cho Đức Tiến Vi trả chỉ có 2.250 đồng cho mặt dây chuyền số 16. Tiếp đến. Tiếp đến là số 17 là mặt chùm nho. Thưa quý vị, mặt chùm nho này về vàng là nặng 8.6 gram vàng trắng, có 25 viên hộp xoàn từ 1 ly 8 cho tới 2 ly, 15 viên hộp xoàn từ 3 ly rưỡi cho tới 3 ly 6 nước Y VVS. Giá tiền của mặt chùm nho số 17 là 4.550 đồng. Hôm nay Miley sale cho quý vị gần như là 50%, giá chỉ còn 2.250 đồng cho mặt chùm nho số 17. Hấp dẫn không quý vị? Cái này ở đâu nó còn sót đó, chứ nếu mà có rồi 4 năm tuần trước là hết từ lâu rồi. Không biết mỗi ngày sao mà chị cứ lục đồ mà chị không hiểu được. Chị còn không nhớ chị có cái nhẫn hộp xoàn vàng đó Đức Tiến. Để hả? Nó rớt ở trong cái kẹt tủ. Mà không phải ở trong tiệm. Em mà nhớ chị có đeo một lần, hai lần. Chị đeo mấy lần. Hồi xưa là lâu chị rồi. Thường đi ăn tiệc rồi chị để ở trong tiệm. Nhưng mà bây giờ hồi lúc mà em biết cái vụ Covid á, thì chị đem, chị giải vô nhà băng hết. Thì tất cả nhà băng nào bây giờ chị đi có gì chị bán cái đó. Thì chị bây giờ chị giật mình, chị nhìn thấy ô, chị tưởng là chị bán từ lâu rồi, chị không nhớ luôn á Tiến. Cái xong cái bây giờ cái nhẫn ngọc xoàn vàng nó lồi ra như vậy. Thì cái đó là cái tài sản của Miley. Nếu quý vị thích thì quý vị cứ mua cái lọc của Miley. Còn nếu không thích cứ để đó, Miley cứ đeo chơi vậy thôi. Ok, số 17 là cái mặt chùm nho nha quý vị. Cái này mấy tuần trước Miley có lên lần rồi. Nếu mà có là cũng bán ngay lúc đó rồi. Có một cái chùm nho mà hai ba chị muốn mua thì cái chùm nho này đó là nặng 8.6 gram vàng trắng. Cái này mắc in tại Mỹ nha quý vị. Gồm có trong những cái chiếc lá mà quý vị đang thấy đó, nó có 25 cái hộp xoàn trong những cái chiếc lá trong đó. Rồi nó có 15 cái chùm nho, 15 cái trái nho là 3 ly rưỡi tới 3 ly 6 nước EVVS. Nếu mà 3 ly 6 nước EVVS 1 giá tiền của nó là 315 đồng, 3 ly 6 nước EVVS 2 là 250 đồng. Giá tiền của cái mặt chùm nho số 17 là 4.550 đồng cho số 17. Ngày hôm nay trả nhiêu Duyên? Và ngày hôm nay quý vị trả chỉ có là 2.250 đồng cho chùm nho số 17. Rồi chi tiết gọi về 7146229573, trả thẻ gọi ngay anh Minh 7146535207. Tiếp đến là số 18 là mặt hàng hiệu cái này là 1 inch ha, đúng rồi, phải không ạ? Về vàng là nặng 7.7 gram vàng, màu vàng, có 77 viên hộp xoàn từ 1 ly 3 cho tới 1 ly 7 nước Y VVS. Giá tiền của mặt hàng hiệu số 18 là 1.950 đồng. Và bây giờ bớt liền chỉ còn là 1.095 đồng. Đẹp không quý vị?
À, cái này ký gửi có 1.000 đồng, lấy 95 đồng trả tiền cho bà chủ, không đủ nữa. Không đủ trả tiền đài hôm nay nữa quý vị. Lát hai giây mình uống nước mía, quên qua lộn uống nước lạnh. Ok, quý vị đang nhìn trên màn hình là cái mặt dây chuyền hàng hiệu rất là nổi tiếng của cả thế giới, chứ không phải cả nước Mỹ, ai cũng biết. Nhưng mà ở đó không trả tiền cho mình, cho nên mình không có cần phải giải thích cái này là hiệu gì. Nghe quý vị, cái này là two tone, nửa vàng, nửa trắng. Cái mặt ở trong dường như màu trắng á, thứ tiếng. Cái nền ở ngoài là vàng mà đẹp lắm luôn. Thì cái này nó bự hơn đồng 25 cent, nếu mà được bự hơn đồng 25 không, thứ tiếng. Cái này không có bự, khi mà quý vị mua inch, cũng giống như nhiều khi Miley nhắm đó. Miley nói đại là cái mặt dây chuyền hồi nãy là bự như đồng 25 cent, nhiều khi nó bằng. Có nhiều chị nó lãnh rồi cái mình không giữ ý, cái mình nói ô chị nói bằng 25 cent, nhưng mà nếu mà mình thắc mắc thì trước khi quý vị mua thì quý vị cho anh Minh kỹ lắm. Ai mà hỏi cái ông Minh, ông lấy cái đồng 5 cent để trên cái đó chụp tấm, rồi để hai bên chụp tấm rồi nhìn cái nào bự hơn á, thứ tiếng. Anh kỹ đến nỗi vậy đó. Thành thử ra Miley nhiều khi Miley hứng, Miley nói cho quý vị hiểu, học hỏi thêm, là bởi vì cái kiến thức mình có được nhiều khi nó không có chính xác. Thì ví dụ như cái này là nói xin lỗi với Miley đo đó, trời ơi muốn lòi con mắt ra luôn, nhìn từng hộp, tại vì Miley đâu có lên những cái mặt này. Những cái mặt này nhiều khi người ta ký gửi, hoặc là Miley đi, Miley show, Miley mua nó còn, rồi Miley bỏ lên bán cho quý vị thôi. Nhiều khi chính nó không có chính xác được, nhưng mà Miley có cái kiến thức đó được để Miley để cho quý vị học hỏi, để khi mà quý vị đi mua tiệm khác đừng có bị người ta gạt, đừng có bị mua lầm, để cho quý vị biết là ô tiệm vàng Miley nói ô cái này ly 8, ly rưỡi tới ly 8 có 15 đồng, tại sao chị bán 30, thí dụ vậy đó. Thì thành thử ra cái vị quý vị học hỏi, nhưng mà quý vị đừng có, nhiều khi mình đừng có bắt lỗi quá. Nhiều khi Miley nhắm, Miley nói thôi, mình ước lượng cho quý vị biết thôi. Thì cái mặt này á, là cũng bự hơn đồng 25 cent chứ không có bự hơn nha. Có nhiều cái mặt trước thì nó bự lắm, bự bằng cái đồng. Bằng cái đồng thì cái này đó là nặng 7.7 gram vàng two tone, nửa vàng nửa trắng. Này thiết kế của Ý nha quý vị, có 77 viên hột sò 1 ly 3 cho tới 1 ly 7 nha. Ở trên nó là nước EVVS, ở trên cái móc là lặng ly 3, còn cái nền ở dưới lặng ly 7, gồm có 77 viên nước EVVS. Giá tiền của cái mặt này đó là 1.950, nhưng ngày hôm nay gọi cho đứa tiếng vì trả chỉ có 1.095 đồng cho cái mặt dây chuyền đồ hiệu số 18. Số phone là 7146229573, trả thẻ 7146535207. Tiếp đến là cái mặt dây chuyền hộp xoàn vàng 19 nha quý vị. Cái này anh Minh cho luôn sợi dây là chiều dài là 18 inch nha quý vị. Đẹp lắm mà lạ lắm. Lạ không quý vị, rất là hấp dẫn. Bảo đảm với quý vị không đụng hàng ở nơi khác. Ở chính giữa là cái hộp xoàn vàng 6.5 ly, 1 carat 5. Cái nền của nó là màu vàng. Hồi nãy ai mua cái nhẫn thì đây là một cái hộp xoàn vàng để ráp vô thành đủ bộ. Nghe quý vị. Thì cái mặt dây chuyền này có luôn sợi dây chuyền là 18 inch, nặng 5.6 gram vàng trắng. Cái mặt dây chuyền thì two tone. Cái mặt dây chuyền gồm có 53 hộp xoàn 1 ly 8, 2 ly, 2 ly, 53 viên hộp xoàn từ ly 8 tới 2 ly, và 2 viên hộp xoàn 3 ghét là 3 ly của cái móc đó. Đẹp không quý vị, lạ không? Hàng rất là lạ luôn. Cái hộp xoàn vàng ở chính giữa đó là 6.5 ly, 1 carat 5. Giá tiền của cái hộp xoàn vàng này, cái mặt dây chuyền và sợi dây chuyền này ở trong tiệm vàng Miley bán 1.550, nhưng mà ở trong này làm toán trừ thì 1.550, thì cái hộp xoàn vàng này đó là anh Minh tính có 5.000. Thì năm cái hộp xoàn vàng này là VVS nha quý vị. 5.000 thì cũng giống như Miley nói, là nếu mà là nước ép á là VVS1 đó là 5.500, mà nước ép VVS2 đó là 5.000. Thì cái này tương đương là VVS2 là 5.000, cái hộp xoàn 1 carat 5.6 ly. Thì cái sợi dây kia với cái mặt đó là 1.550. Mà bây giờ mình làm toán trừ, mình làm toán trừ bắt đầu từ đây nha quý vị. Thì cái này á là sale bữa nay còn nhiều chú Tiếng. Hôm nay số 19 giá của nó là 6.550 đồng, và bây giờ sale chỉ còn là 3.350 đồng. Thì mình làm toán trừ cái mặt dây chuyền và sợi dây chuyền 1.350, thì cái này còn có 2.000 đồng cho cái hộp màu chuyền vàng thôi. 2.000 đồng cho hộp sợi chuyền vàng, thì tổng cộng số tiền của số 19 6.550. Ngay bây giờ gọi cho đứa Tiến Huy trả chỉ có 3.350 đồng cho số 19. Chi tiết gửi về cho anh Minh là 7149038821, đường like đứa Tiến rất bận, giúp gì cho Miley gửi thẻ like thứ 3 7146535207, ghi tiền số 19 6.550, sale 3.350 đồng cho số 19. Tiếp đến là số 20 là dây chuyền xoàn dài 17 inch về vàng là nặng 29.2 gram vàng trắng, có 106 viên hộp xoàn 2.5 ly, 4 viên hộp xoàn 3.2 ly,
2 viên hột xoàn 3 ly 6, 2 viên hột xoàn 4 ly và 1 viên hột xoàn 4 ly 2. Nước y VVS giá tiền là 10.550 đồng. Và bây giờ Mali sale chỉ còn 5.350 đồng cho cái dây chuyền. Cái dây chuyền này là bốn cháu nhìn rất là hoành tráng. Những hồi xưa tới giờ là Mali lên những cái mặt dây, những cái dây chuyền dây đó là 2 ly mấy, 2 ly rưỡi, 2 ly 6, 2 ly 8, 3 ly thì nó đều hết. Còn cái này đó là quý vị không cần đeo mặt. Quý vị không cần đeo mặt dây chuyền thì ở trên khúc trên đó là 2 ly rưỡi, là nó gồm có 106 viên hột xoàn 2 ly rưỡi là nằm ở phần trên, rồi bắt đầu nó xuống là tới 3 ly 6, rồi bắt đầu nó tới 4 ly, rồi 4 ly 2, ở chính giữa là 4 ly 2 nha quý vị, đẹp không quý vị? Rất là đẹp, hoành tráng, không cần phải đeo mặt dây chuyền. Thì quý vị thường đi ăn tiệc hoặc là những cái mà catalog mà họ gửi về cho quý vị là những cái mẫu mã mà những người nổi tiếng ca sĩ hoặc là những cái tài tử mà nổi tiếng hiện bây giờ là họ chuyên môn đeo những cái dây chuyền xoàn, không cần mặt dây chuyền thì nó rất là đẹp và hoành tráng. Miley thường đeo, Miley thì thích đồ sộ, Miley thì đeo những ví dụ Miley đeo thì Miley đeo hột xoàn nhỏ nhỏ không vậy, thì chính giữa nó có nguyên cái mặt hoành tráng, còn cái này không cần mặt dây chuyền và đeo sợi dây chuyền thôi, rất là đẹp, giống như những cái mẫu mà quý vị thường thấy những cái catalog mà họ gửi về cho mình những cái người tài tử và ca sĩ nổi tiếng họ đeo đó, thì đây là một trong những cái dây mà rất là đẹp và hoành tráng. Thì cái này là thiết kế của Ý, chiều dài 17 inch, nặng 29.2 gram vằn trắng, có 106 viên hột xoàn 2 ly rưỡi và 4 viên hột xoàn 3 ly 2, 2 viên hột xoàn 3 ly 6, 2 viên hột xoàn 4 ly và 4 ly 2, chính giữa là nước y VVS. Giá tiền của cái dây chuyền xoàn 10.550 đồng ngày hôm nay xem chú Tiến. Dạ, và ngày hôm nay quý vị mua giá chỉ còn là 5.350 đồng cho dây chuyền xoàn thiết kế của Ý, số 20, chi tiết gọi về cho Đức Tiến là 714-622-9573, trả thẻ gọi anh Minh 714-653-5207. Tiếp đến là số 21 là chiếc nhẫn 5 hộp xoàn. Chiếc nhẫn này về vàng là nặng 3.8 gram vàng trắng, có 5 viên hộp xoàn từ 4 ly 6 tới 4 ly 7 tới 4 ly 8, nước Y VS1. Giá tiền của chiếc nhẫn số 21 này là 3.990 đồng. Và bây giờ Mali sale luôn cho quý vị giá chỉ còn là 1.995 đồng. Hấp dẫn không quý vị? Ở đó những ai mà cần hột xoàn 4 ly mấy đó, thì tuy nhiên là nó không đều, nhưng mà Mali làm vậy tiết kiệm tiền cho quý vị. Nếu mà nó đều nhau thì nó lại không có giá này. Nếu mà nó xin lỗi chứ đều nhau, có những lúc mà 4 ly Mali còn bán 2.000 mấy, 3.000. Nhưng mà cái này đó, lý do nó rẻ là quý vị biết là Mali thố lộ cho quý vị biết là có những chương trình ký gửi thì người ta cái này 2.000 mà đem ra bán lỗ 5 đồng chơi cho vui vậy đó. Ký gửi 2.000 đồng mà mấy tháng rồi không tính tiền lời mà còn bán luôn 1.995 đồng. Đây là những chương trình quảng cáo để cho quý vị thích vô coi chương trình của Miley là vậy, để cho quý vị đừng có buồn ngủ, thứ nhất, cái thứ hai là tỉnh ngủ, thứ ba nữa là đừng quý vị đừng rời khỏi làn sóng của chị em chúng tôi. Giá cuối cùng cũng có 100 mấy cũng có luôn. Nhẫn số 21, cái giỏ của cái giỏ là mua tại Mỹ nha. Những cái mặt hàng là cái nhẫn là 5 hộp xoàn, nó tượng trưng cái nhẫn cưới cũng được hoặc là nhẫn kiểu cũng được. Thì cái nhẫn này 5 hộp xoàn, nặng 3.8 gram vàng trắng, mắc in tại Mỹ, có 5 viên hộp xoàn, có size là 4 ly 6 2 viên, 4 ly 7 2 viên, chính giữa là 4 ly 8. Lạ không quý vị? Cái này có thể là người ta mua cái túi tiền, người ta mua nhiều thì Miley làm y chang vậy. Thì cái này Miley đã từng bán cái nhẫn này là 2.000 mấy đó quý vị, chứ không có cái giá này. Miley bán cái nhẫn này trên 2.500. Thì cái này là nước EVS1, giá tiền của nguyên cái nhẫn này đó là 3.990. Ngay bây giờ gọi cho Thứ Tiến vì trả chỉ có 1.995 đồng cho số 21. Rồi tiếp đến là số 22 là một chiếc nhẫn khác. Chiếc nhẫn này nặng 5.2 gram vàng, 2 tones, là vừa vàng vừa trắng, có 24 viên hộp xoàn 2 ly 2 cho tới 2 ly rưỡi. Viên hộp xoàn lớn ở giữa là hộp xoàn 7 ly 8, tương đương là 2 carat 01 nước FVS. Giá tiền của chiếc nhẫn số 22 này là 10.550 đồng. Nhưng bây giờ mua từ chị Miley giá sale đặc biệt chỉ còn 5.950 đồng. Cho quý vị nhìn đang nhìn trên màn hình là cái số phone số 22. Cái giỏ này đó là Miley không phải mua Hồng Kông mà Miley mua tại Mỹ. Không biết nó mắc in từ Mỹ, Italy hay là mắc in từ Hồng Kông, nhưng mà Miley mua cái giỏ này tại Mỹ nha quý vị. Thì cái giỏ này đó là nặng 5.2 gram vàng 2 tone,
nửa vàng ở phần dưới, phần trên là nửa trắng ở phần dưới, phần trên là màu vàng nha quý vị. Two tone, nửa vàng nửa trắng. Thì những ai mà có đồng hồ Rolex two tone hoặc là có nhiều cái mẫu đồ two tone, đồ mẫu Âu, chút nữa đây Miley có nhiều món hấp dẫn lắm quý vị ơi. Những cái lắc tai mới nhất two tone màu gold, tức là rose gold, màu màu rose gold là màu đồng ha đối tiếng, nhưng mà đỏ, nó là vàng nha quý vị. Vàng đỏ nó là vàng chứ không phải là đồng nha quý vị. Thì cái nhẫn này đó là có 24 viên hồng xoàn 2.2 cho tới 2.5 ly, cái vỏ ở dưới là cái đai là 2.2 ly, cái mặt phần trên là 2.5 ly, rõ không quý vị? 24 viên hộp xoàn từ 2.2 ly cho tới 2.5 ly, và chính giữa đó là cái hộp xoàn chính giữa nước ép VS là 7.8 ly, 2 carat 01. Hộp xoàn này cũng hơi dày, giá tiền của hộp xoàn số 22 10.550 đồng, nhưng mà chưa dừng ở đây đó, trong giờ phút này gọi cho Đức Tiến quý vị trả chỉ có 5.950 đồng cho số 22. Chi tiết gọi về cho Đức Tiến là 7146229573, trả thẻ gọi anh Minh 7146535207. Tiếp đến là số 23 là một chiếc nhẫn nặng 6.9 gram vàng trắng, có 16 viên hộp xoàn 2.7 ly nước đi VVS, hộp ở giữa là yellow sertrins 22 carat, hộp ở giữa là yellow sertrins 22 carat, giá tiền total cho chiếc nhẫn số 23 là 1.850 đồng, và bây giờ mua từ Mali bóp chỉ còn 950 đồng. Quý vị thấy Miley chịu khó không? Từ tuần 1 Miley bán những cái chiếc màu vàng hộp xoàn 40-50 ngàn, vừa rồi bán những chiếc màu vàng 20 mấy ngàn, những chiếc màu vàng 10 mấy ngàn, thì Miley cũng ngược lại là cái tâm lý là những người không có tiền, người ta ước ao được cái hộp xoàn đó, hộp xoàn vàng, thì Miley lại lên cái màu vàng string, tức là cái này yellow, cái này gọi là yellow topaz, mình nói một câu đơn giản là yellow topaz, để những ai mà lên Google check biết yellow topaz là gì. Nhưng Miley không mua những cái hộp loại rẻ tiền cubic, mà Miley mua những cái loại mắc tiền để cho nó giống cái hộp xoàn vàng. Cho nên cái tuần nào cũng có nhiều chị thách vô yêu cầu Miley, cả mười mấy chị, em muốn cái hộp xoàn, em muốn cái hộp vàng đó mà em mua không được, chị lên tuần tới nha, chị lên tuần tới nha. Mà Miley lên không nổi luôn đó, Miley làm 4-5 giờ sáng làm không nổi, nhưng mà vì cái sự yêu cầu và để phục vụ cho quý vị, Miley vẫn thức đêm thức hôm để mua những cái hộp, những cái vỏ như vậy để dùng những cái hộp vàng để đền bù lại cho những người có tiền. Thì mình có tiền mình cứ xài hộp xoàn vàng 40-50 ngàn, còn những chị mình đi cái giá lương hoặc là mình cái túi tiền của mình, thì vừa cái túi tiền của mình thì mấy trăm đồng thì mình xài mấy trăm đồng. Nói xin lỗi chứ đâu có ai hỏi mình cái này là hộp hộp vàng đá hay là hộp xoàn vàng, nó không thua kém cái gì hết quý vị. Nó chỉ cần lấy cái đồ thử vô, hay là biết cái đó là hộp xoàn, hay là biết lấy cái đồ thử vô nó không phải là xoàn thôi, chứ thật ra nó rất là đẹp luôn. Ăn thua mình ăn diện thôi. Ví dụ như có những cái Miley đeo hộp vàng y chang như vậy mà không ai có nghĩ được là Miley đeo có hộp xoàn vàng string, ai cũng nghĩ Miley đeo hộp xoàn, nhưng mà có những cái thiệt giả giả đó. Nhưng như vậy thì có nhiều khi mà quý vị nhìn hấp dẫn lắm, là bởi vì Miley làm việc nhưng mà làm bằng tự tâm, không phải là cho tiền nhà chờ chùa, cho tiền nhà thờ, cho tiền quý vị mới là làm từ thiện. Những cái này là Miley đang làm từ thiện, lý do là Miley phục vụ cho quý vị là bởi vì Miley cũng bỏ mồ hôi nước mắt ra, bỏ vốn ra để làm cho quý vị đeo, là cái đó là cái công sức của Miley mà không tiền lời. Không ai ở trên đời này mà làm không lấy lời hết, nhưng có Miley đó quý vị. Quý vị có nhiều người nói ô chị mua bán, nhưng mà tùy tiệm chứ không phải người nào giống người nào nha. Có nhiều người nói ô những người mua bán nói không đúng, có những người mua bán cũng nói đúng. Ở đời mà có nhiều người không tốt, nhưng mà cũng lắm nhiều người tốt chứ không phải người nào cũng xấu không, mà không phải người nào cũng tốt không, nhưng mà cũng không phải người nào có tiền để đeo hộp xoàn vàng 40-50 ngàn. Có những người không có tiền vẫn đeo hộp xoàn của tiệm vàng Miley số 23, giá trị của nó là 1.850, ngày hôm nay quý vị trả chỉ có 950 đồng cho số 23. Hấp dẫn lắm, em đọc lại cái này để cho quý quý vị quá ha. Số 23 là chiếc nhẫn nặng 6.9 gram vàng trắng, có 16 viên hộp xoàn 2.7 ly nước đi VVS, và hộp ở giữa là yellow sertrins topaz 22 carat, giá tiền cho số này là 1.850. Bây giờ quý vị trả chỉ có 950 đồng. Đường like Đức Tiến đang bận, giúp cho anh Miley gửi thẻ là thứ 3 7146535207, cái số 23 giá tiền 1.850 sao 950 đồng. Tiếp đến là số 24 là một cái nhẫn nam nặng 11.9 gram vàng trắng, gồm có 44 viên hộp xoàn 1.5 ly, 52 viên hộp xoàn 2.5 ly, 9 viên hộp xoàn 2.7 ly và tới 2.9 ly nước đi VVS, giá tiền của nó là 4.550. Ngày hôm nay quý vị trả chỉ có 2.250.
quý vị đang nhìn trên màn hình cái thiết kế của Ý, cái này là nhẫn nam. Thay vì quý vị thấy là cái hộp tròn tròn nó ghép lại nó giống như cái hộp tròn vuông 4-5 carat, nhưng mà đây là hộp ghép nha quý vị. Cái này mình có thể làm thu thôn. Nếu mà những ai thích cái nhẫn thu thôn, tại hồi xưa Miley có cái nhẫn này thu thôn đã bán rồi, nhưng mà cái này là màu trắng. Nếu mà những ai mà có những, tại vì những cái mẫu lớn như vậy Miley muốn làm cho khách vừa ý vừa lòng, tại vì Miley muốn quý vị đeo những cái mặt hàng của Miley, đồ lạ, đồ đẹp, hoành tráng, giá tiền rẻ, ở không nơi nào đụng hàng của Miley hết. Thì cái này quý vị có đồng hồ Rolex thu thôn nửa vàng nửa trắng, Miley cũng si cho quý vị luôn, nửa vàng nửa trắng cũng được luôn. Thì cái nhẫn này là hình thức là vuông nha quý vị, nhẫn nam nặng 11.9 gram vàng trắng thiết kế của Ý, có 44 viên hộp tròn 1.5 ly, 52 viên hộp tròn 1.5 ly và 9 viên hộp tròn từ 2.7 tới 2.9 nước đi VVS. Giá tiền của cái nhẫn này là 4.550. Ngày hôm nay quý vị trả chỉ có 2.250 đồng cho nhẫn số 24. Tiếp đến. Tiếp đến là đọc lại cái này. Nhẫn nam nha quý vị, nhẫn nam, nhẫn đàn ông nặng 11.9 gram vàng trắng, có 44 viên hộp tròn 1.5 ly, 52 viên hộp tròn 2.5 ly, 9 viên hộp tròn từ 2.7 tới 2.9 nước đi VVS, giá tiền là 4.550 đồng và sale chỉ còn 2.250 đồng cho cái nhẫn nam, nhẫn đàn ông vừa rồi số 24. Và bây giờ là số 25 là một chiếc nhẫn khác. Chiếc nhẫn này gồm có 14 viên hộp tròn, có nặng là 6.2 gram vàng trắng hoặc là vàng vàng. Có 14 viên hộp tròn từ 3.4 cho tới 3.5 ly nước y. Trong đó có 10 viên nước y VVS1 và 4 viên nước y VVS2. Giá tiền là 4.050 đồng. Và bây giờ Miley sale cho quý vị giá chỉ còn 2.350 đồng. Quý vị đang nhìn trên màn hình cái mặt cái nhẫn số 25 thiết kế của Ý, đẹp không quý vị? Đẹp lạ. Quý vị thấy Miley lên đủ kiểu, đủ mẫu, đủ màu hết trơn á. Mấy cái mẫu này là của Ý nha, không phải của Việt Nam. Thường thường quý vị thấy Miley có chút xíu ở cái nhẫn đầu tiên đó, là ở Mỹ làm là ba hàng đó, thì Việt Nam mình ai cũng đeo hết, nhưng mà cái này thì hiếm nha. Cái này là nhẫn hai cháu đẹp lắm, nhẫn cái kiểu mà nhìn thấy hộp xoàn không mà quý vị thấy không? Rất là lạ, rất là đẹp không luôn. Hàng này là hàng mới ton luôn mà quý vị mua cái giá nó xin lỗi chứ. Có nhiều cái Miley bớt cho quý vị được 40, 45, 50% là lý do là tại chính tay Miley làm và lựa lên từng hộp. Thì Miley bỏ công, không lấy lời. Nhưng mà những cái mẫu mà mới như vậy thì Miley không có lời nhiều. Mà cái nhẫn này hấp dẫn lắm. 10 viên hộp xoàn nè, VVS1 nước y và 4 viên hộp xoàn VVS2. Mỗi cái nhẫn, quý vị đang nhìn trên màn hình là có hai số 25 gồm có hai nhẫn, một chiếc trắng, một chiếc vàng. Chiếc trắng là 6 gram vàng trắng mà màu vàng là 6.2, 6.2 gram vàng vàng màu vàng nha quý vị, nặng hơn tí nhưng mà giá tiền nó bằng nhau. Thì hai cái nhẫn này, cái màu vàng đó là nặng 6.2, màu trắng là 6 gram vàng trắng, gồm có 14 rõ không quý vị? Bán làm sao nói như vậy, không cần thêm, không cần bớt luôn, tại bán rẻ mà. Có 14 viên hộp sàn cho mỗi cái nhẫn. Mỗi một cái nhẫn là có 14 viên hộp tròn 3.4, có 3.5 ly, 10 viên hộp tròn 3.5 ly, 4 viên hộp tròn 3.4. Trong đó nó có 10 viên hộp tròn 3.5 ly, 10 viên hộp tròn 3.5 ly nước y VVS1 và 4 viên hộp tròn 3.4 nước y VVS2. Giá tiền của mỗi cái nhẫn số 25 là 4.050 đồng cho mỗi chiếc số 25. Ngày hôm nay sale cái gì? Và ngày hôm nay sale chỉ còn là 2.350 đồng cho số 25. Màu trắng màu vàng cùng giá tiền, ai gọi trước có quyền được lựa trắng hay vàng, ai gọi sau còn gì mua đó nha quý vị. Màu trắng hay màu vàng cùng bằng giá tiền luôn, 2.350 đồng. Tiếp đến là số 26 là vòng dây cáp size 60, về vàng là nặng 6.9 gram vàng trắng hoặc là màu rose gold, màu vàng đỏ thưa quý vị. Có 15 viên hộp xoàn 2 ly, giá tiền của cái số 26 này là 895 đồng và bây giờ Miley sale cho quý vị chỉ còn 595 đồng. Quý vị vô bất cứ một cửa tiệm nào mua được chiếc này 650, Miley bằng đi đầu dưới đất chứ không đi bằng hai cái chân. Cái này là hàng hiệu, mua lại của khách mà mình mua bằng vàng dụng, mình cân vô xong rồi Miley Miley mua luôn hộp, Miley mua bằng cái chiếc như vậy rồi xong đem lên cho phục vụ cho quý vị. Tất cả những cái mặt hàng mà quý vị vô những cái cửa tiệm mới, người ta không, những cái cửa tiệm lớn nổi tiếng đó, người ta không có chân đặt kẹo giống như tiệm vàng Miley. Em vô thấy tiệm chị không? Đồ quá dày. Trời là đồ nhìn dày, cho nên quý vị không có nhìn ra được là cái nào hàng hiệu, hay là tại vì Miley quá nhiều đồ Miley chân quý vị không thấy. Nhưng mà lên đây từng món đồ một, quý vị sẽ thấy những cái mặt đồ, những cái mặt hàng trong tiệm vàng Miley. Thì Miley bán rẻ cho quý vị lý do là để cho quý vị biết tiệm trong khu Leader Sài Gòn, ở miền Nam California, ở trong Thương Sáu Phước Lộc Thọ có tiệm vàng Miley. 22 năm qua trong khu Thương Sáu Phước Lộc Thọ
chính quý vị là cái người mà cho Miley cái tên tuổi, chính quý vị là cái người cho Miley cái công ăn việc làm. Ngày hôm nay Miley có kiến thức, có được chút đỉnh, Miley chia sẻ cùng quý vị tất cả những quý vị vô những cái cửa hàng đồng hồ Rolex thì mới có những cái mẫu mã này. Quý vị vô những cái cửa mẫu mà bán Cartier hoặc là Tiffany, nó mới có những cái này, nó không cái kiểu này rất là lạ mà người Việt Nam của mình ít có khi xài, mà những người mà biết xài đồ hiệu là những cái này bởi vì phải mua 1,000 mấy, 2,000 đồng. Chưa chắc gì nó là bằng vàng. Hồi vừa rồi chị có hai cái dây cáp đó, em thấy lạ không? Trời ơi, cái chị đó chị tới chị mua hai cái luôn, rồi anh khác cũng gọi vô mua mà không còn. Nó là hàng hiệu mà tại vì chính người ta không có tiền mà người ta đi ngược lại cái tiệm đó, nó đóng cửa và nó không bán. Thì những cái nhờ quý vị nhờ cái Covid này cho nên Miley có nhiều cái đồ lạ mà Miley mua rẻ mà Miley không thể tưởng tượng được, là tại vì có những cái cửa tiệm đó họ đóng cửa, họ không mở cửa. Chính vì như vậy Miley mua được rẻ, là bởi vì Miley hôm nay quảng cáo hoài, ai cũng biết là cần tiền đi kiếm chị Miley, cho nên quý vị mua được rẻ như vậy. Thì cái hai cái dây cáp này là mỗi dây là 895 đồng, gọi cho nước tiếng vị trả chỉ có 595 đồng cho mỗi cái vòng số 26. Tiếp đến là số 27, thưa quý vị. 27 là lắc tai dài 7 inch, về vàng là nặng 12.6 gram vàng trắng hoặc là 12.9 màu vàng, thưa quý vị. Về vào hộp sòn là có 5 viên hộp sòn 3 ly 3 nước y VVS1, 5 viên hộp sòn 3 ly 3 nước y VVS1, giá tiền là 2.095 đồng và bây giờ sale chỉ còn là 1.195 đồng. Quý vị có thấy cửa tiệm nào mà lên bán vàng như vậy mà bớt 40-50% không? Chưa hề có phải không ạ? Chỉ có tiệm vàng Miley thôi. Cái này là Miley không có nói ô tôi ăn chay tôi làm từ thiện, cái này là đang làm từ thiện đấy quý vị, nói thiệt. Miley bỏ công ra, công sức ra đi mua về bán lại mà không cần lấy lời thì nghĩa là làm từ thiện, là làm từ thiện bằng cái công chứ đâu có. Có nhiều khi chị làm từ thiện đó, có nhiều người họ nói ô chị làm từ thiện mà chị bỏ tiền. Ủa đâu có phải là cần phải bỏ tiền ra mới làm từ thiện. Tôi bỏ công sức tôi ra, tôi đi mua những cái đài, bỏ tiền ra mua đài TV, mua đài radio để làm từ thiện cho quý vị, đâu phải bỏ tiền ra. Tiền không có để nuôi con nuôi mẹ, nó làm sao mà có tiền đi cho từ thiện, thấy không? Có nhiều cái chương trình họ gọi vô, họ lấy cái tên của tiệm vàng Miley cho mấy ngàn. Chị đâu có cần làm mấy chuyện đó, chị bỏ công ra chị làm cũng được, đâu có cần phải bỏ tiền ra phải gọi vô mà nói ô tiệm vàng Miley cho mấy ngàn. Miley không có làm mấy chuyện đó nha quý vị. Thì đây là phải nói là 12.9 gram vàng 18 hay là vàng trắng cũng giống như nhau. Quý vị mua 85 đồng gram nhân lên cho 12 gram cộng với lại mỗi viên hột xoàn nước EVS1 3 ly 3 là 3 ly là 150 đồng, 3 ly 3 là 215 đồng, Miley làm toán trừ 200 đồng, 5 viên là 1.000 đồng. Quý vị có thể nào đi mua 12.9 gram vàng bằng vàng 18 là 195 đồng cho 12.9 gram vàng không quý vị? Thì cái số 27 này đó là cái màu trắng á, là nặng 12.6, màu vàng là nặng 12.9, nhưng mà nó bao gồm bằng giá, nó gồm có 5 viên hộp sòn, trong đó là 3 ly 3 nước EVS1. Cái này chỉ có mua lại thôi, Miley nói thiệt, Miley chỉ có mua lại của khách 2.095 đồng. 2.000 Miley cân ra từng vàng, tính ra từng cái hộp xoàn để cho quý vị biết là giá trị của cái lắc này 2.095 đồng. Miley mua được 1.002, bán cho quý vị 1.195 đồng. Có nhiều cửa tiệm nó nói bà Miley nói gì không biết có không, nhưng mà có, cứ tới mua đi, những tiệm nào cần cứ tới mua về bán lại 1.195 đồng cho hai cái lắc tay số 27. Rồi tiếp đến chúng ta đến với số 28 là một bộ gồm có mặt và bông tai kẹp, thưa quý vị. Về vàng là nặng 10.5 gram vàng trắng, có 3 viên hộp 10.5 gram vàng trắng, gồm có 3 viên hộp pơ 10. Quý vị đang nhìn trên cái này là một bộ, tức là một bộ nha quý vị, gồm có bông tai và mặt dây chuyền. Quý vị đang nhìn trên màn hình cái mẫu này đó, cái ruby này là của Ấn Độ nha, của Ấn Độ quý vị. Cái này Miley đi show đó, thì Miley đi vòng hết cái show cả. Miley đi thường thường đi show, Miley quý vị thấy Miley đóng cả tuần lễ luôn. Thường thường là jewelry show ở Las Vegas, Miley đi nguyên tuần. Mỗi một ngày Miley đi một cái session để kiếm những cái mặt hàng của Âu Châu hoặc là của Ấn Độ, rồi qua cái dòng của Hồng Kông, rồi Miley đi và vừa nghiên cứu vừa học hỏi để mang về bán cho quý vị. Thì cái này Miley mua một cái gian hàng này của Ấn Độ, những cái mẫu mã này của Ấn Độ quý vị. Thì cái bộ này đó là có bông tai và mặt dây chuyền, nặng 10.5 gram vàng nha quý vị, có 3 viên pearl
là 10.3 viên pearl, mỗi viên là 10 ly rưỡi. Có 33 viên ruby nha, có bị oval ruby. Thì cái bộ này là 1.150. Cái này Miley mua lâu rồi, 650. Ngày hôm nay Miley bán cho quý vị có 575 đồng. 575 đồng trọn bộ số 28. Bông tai mặt dây chuyền pearl ruby vàng thiệt 1.150. Quý vị gọi vô cho anh Minh, gọi năm mà quý vị nói cái bộ 28 chỉ có 575 đồng cho số 28. Số 28 trọn bộ bông tai mặt dây chuyền 1.150. Quý vị gọi vô cho Đức Tiến trả chỉ có 575 đồng. Đường này Đức Tiến rất bận giúp cho Miley. Gửi like thứ 3, gửi tiền qua like thứ 3 7146535207. Số 28 sale 575 đồng. Rồi tiếp đến là trọn bộ số 29 gồm có bông tai kẹp và cái nhẫn nặng 11.7 gram vàng trắng, có 32 viên hồng xoàn ly 7 và 4 viên yellow topaz 32 carat. Ồ cái này đẹp quá. Ủa cái này bị nhảy rồi, số 29. À số 29, ủa sao anh Minh anh viết nhảy rồi. Ok em đọc số 30 đi. Số 30 luôn hả? Ờ 30 không phải là bị nhảy. Bây giờ số 30 là rồi, cái 30 là hạt. Mặt và dây, mặt và dây nha quý vị. Dây này dài 18 inch, dây rosary, à dây chuỗi măng côi. Dạ. Yeah. Dây chuỗi măng côi đúng không? Dạ, 11.8 gram vàng trắng hoặc là vàng vàng. Giá tiền của số 30 này là 1.125 đồng và bây giờ sale chỉ còn là 725 đồng. Quý vị thấy không? Đâu có ai mà đem vàng lên bán kiểu mà bớt giống như vậy. À, cái này là tại vì Miley cũng có lâu lắm rồi mà rất là nhiều chị Miley đại đạo công giáo. À, cái này Đức Tiến nhìn hấp dẫn không? Đức Tiến có muốn mua cho Phương cái không? Đẹp lắm. Chuỗi măng côi nè, rất là đẹp. À, Đức Tiến là đạo công giáo mà rất là ngoan đạo. Mỗi lần là đi nhà thờ nhìn bên kia là thấy hai vợ chồng ẵm con đi nhà thờ, mặc dầu COVID cũng đi mà phải không? Dạ, cũng ra được mẹ. Dạ. À, thì cái số 30, cái số 29 là cái dây, em sửa lại cái số 29 rồi, là cái dây. Anh Minh viết dãy cho nên chị đọc chị hơi bị lẩm cẩm nè. À, cái này là chàng hạt rosary, cái dây chàng hạt rosary, cái này là dẫn dây chuỗi măng côi mà quý vị nào đạo công giáo thì biết cái này chàng hạt, chiều dài là 18 inch nha quý vị. Cái này mình đeo được luôn, mình vừa đeo mà vừa là fashion mà vừa chàng hạt luôn nha quý vị. Thì cái này thiết kế của Ý, nặng 11.8 gram vàng trắng hoặc là vàng giống nhau. Giá tiền của cái này nếu mà quý vị đi ra ngoài mua ngày hôm nay là 95 đồng gram. Tại những cái đồ này rất là ít có ngoài thị trường. Người ta để cái giá ở trong cửa tiệm, người ta để 1.500, 1.600. Rồi người ta nói bớt cho quý vị 20-30%. Tất cả những cái retail mà họ bán đồ cho quý vị họ để bằng giá. Rồi xong rồi bớt chứ đâu có giống như Miley mà bao nhiêu vàng. Rồi bao nhiêu cái hộp soạn ly mấy hai ly, người ta đâu có đọc, ai mà rảnh mà làm vậy. Chỉ có Miley với Đức Tiến mới rảnh thôi. Đó cái số 29 đó là cái dây chuỗi măng côi, giá tiền của nó 95 đồng một gam, nhân cho 11.9 là 11.125 đồng. Nhưng mà chưa dừng ở đây, cái này Miley có đâu rồi đem ra chia lại cho những ai có đạo. Chỉ 725 đồng. 725 đồng cho số 29. Rồi chi tiết gọi về cho anh Minh là 7146535207. Rồi, tiếp đến là số 30. 29. Cho chị cái hình luôn, anh Minh biết ra nhảy rồi, cho chị cái hình số 30. À số 30 là một bộ bông tai kẹp, rồi mặt dây chuyền và nhẫn luôn, 4 món nha quý vị. À, vàng trắng nha, cái mẫu này là vuông, hình thức vuông nhưng mà cái hộp màu vàng giống như nãy quý vị đang coi đó, một màu vàng là nó là yellow topaz, cũng nó cũng là đồng giống như là yellow xuyên nha quý vị. Thì trọn bộ là mặt dây chuyền nè, bông tai nè, nhẫn luôn, trọn bộ kẹp luôn, nặng 11.7 gram vàng trắng, có 32 viên hộp sò 1 ly 7 và 4 viên yellow topaz 32 carat. Nội tiền hộp đó không là nhân lên cho 15k, 15 đồng ca nội tiền hộp không, nó xin lỗi quý vị chứ gần đủ cái bộ rồi, nhưng mà Miley có sẵn, Miley mang ra bán cho quý vị. Trọn bộ này là cái giá tiền của nó là Miley mua nó để là 1.515 đồng, nhưng trong giờ phút này quý vị gọi cho Đức Kiến vị trả chỉ có 815 đồng cho trọn bộ số 30. Trọn bộ số 30 nha quý vị, có mặn dây chuyền nè, có bông tai kẹp nè, mặt dây chuyền và nhẫn luôn, trọn bộ số 30. Giá tiền của nó là 1.515 đồng. Ngày hôm nay gọi cho anh Minh quý vị trả chỉ có 815 cho trọn bộ số 30. 815 số 30, 29. Rồi. Tiếp đến là số 31 bông tay đẩy. Số 31 bông tay đẩy là nặng 3 gram vàng trắng, có 24 viên hồng xoàn 2 ly 2 và 2 viên ở chính giữa đó là 5 ly nước y VS, giá tiền là 3.050. À, cái bông tay 5 ly nước y mà VVS1 đó quý vị, 5 ly nước y VS1 là 1.350, 5 ly nước y VS1 là 1.150, mà 5 ly nước y VS anh Minh tính có 900 đồng. 900 đồng viên, 950 viên là 1.900, cái giỏ 1.500 là 3.050. Số 31 ngày hôm nay quý vị trả chỉ có 1.000.
Hello. Chết cha 31 bông tai đẩy 3 gram. 31 đúng rồi. À, ngày hôm nay quý vị trả chỉ có chết cha, ổng tính lộn. Ok chị. Rồi chị gọi. Ổng không tính tiền giỏ rồi. Ok chị. Thôi lỡ rồi đọc luôn Đức Tiến. 3050 ngày hôm nay quý vị chỉ có 1650 đồng. Dạ. 5 ly mà cái giỏ này là Miley bán 650 nha quý vị. 650 đồng cái giỏ này đó, có hai cái hộp 5 ly nước EVS có 1000 đồng à. 1650. Ổng tính lộn rồi Đức Tiến ơi, cái này là không có tính tiền giỏ nè. Số 31 ổng tính tiền giỏ em. 31 hả? Ừ, 5 ly luôn mà ổng bán có 1650 à. Dạ bán luôn phải. Chị đọc rồi bán luôn rồi, cho làm gì. Đọc lại nha. Và số 31 bông tai đẩy về vàng nặng 3g vàng trắng, 24 viên hộp tròn 2 ly 2, 2 viên hộp tròn 5 ly nước EVS 3050, bây giờ bán chỉ có là 1650. Cái giỏ 650 là coi như cái hộp 5 ly mà bán có 500 mà được chứ. Là hai hộp đúng không? Nhân lên. Rồi 1650 đồng cho số 31. Tiếp đến chúng ta đến với số 32. À, cho anh coi đúng không nha. 32 là bông tai đẩy đúng không? Rồi. 32 là bông tai đẩy về vàng là nặng 1.7 gram vàng trắng, 2 viên hộp xoàn 5 ly 3 nước EVS1, giá tiền là 2.950 và bây giờ Mali sale quý vị chỉ còn 1.550 đồng cho số 32. Số 32 là quý vị đang nhìn trên màn hình là cái bông tai là cái Mali giỏ 4 chấu nha quý vị. Stock earring 4 chấu thôi, đơn giản cái giỏ thiết kế của Ý, nặng 1.7 gram vàng trắng, có 2 viên hộp xoàn 5 ly 3 nước EVS1, 2.950. Ngày hôm nay quý vị gọi cho Đức Tiến trả chỉ có 1.550 đồng cho cái bông tai số 32. Tiếp đến là số 33, bông tai đẩy nặng 5.4 gram vàng trắng, có 32 viên hộp xoàn 2 ly rưỡi nước đi VVS, có 2 viên hộp xoàn đen ở chính giữa, là 2 viên hộp xoàn đen chính giữa là 8 ly, là tương đương 4 cara cho 33 đó quý vị. Ngày hôm nay cái đôi bông hộp xoàn đen là thiết kế của Ý nha quý vị. Giá tiền của đôi bông đó là 2.250 đồng. Ngày hôm nay trả nhiêu chứ Tiến? Và hôm nay sale chỉ còn là 1.150 đồng cho hộp xoàn đen số 33 thưa quý vị. Màu đỏ đẹp quá. Cái màu đỏ cho coi lại cái màu đỏ đẹp quá em. Cái số 33 là cái giỏ là oval thiết kế của Ý nha quý vị. Bông tay hộp xoàn đen cái chính giữa. Thì cái hộp xoàn đen quý vị thấy đẹp không? Rất là nổi đẹp luôn. Thì cái này là nặng 5.4 gram vàng trắng thiết kế của Ý. Trong cái đôi bông này gồm có 32 viên hộp xoàn 3 ly 2 ly rưỡi quý vị. Okay. 2 ly rưỡi nước đi VVS là 45 đồng viên nha quý vị. Có 2 viên hộp xoàn đen 8 ly cho mỗi viên là 2 carat. Nếu mà quý vị chỗ khác là 300 350 á, 350 một viên là một cặp bông hộp xoàn đen này là 700. Giá tiền của đôi bông 33 này đã là 2.250. Ngày hôm nay quý vị gọi cho Đức Tiến trả chỉ có 1.150 đồng cho số 33. Tiếp đến. Đến là số 34 là bông tai đẩy thưa quý vị, về và là nặng 2.2 gram vàng trắng, có 24 viên hộp xoàn 1 ly 6, 2 viên hộp xoàn lớn 3 ly 6 nước Y VVS. Giá tiền là 950 đồng và bây giờ sale chỉ còn 550 đồng. 550 đồng cho đôi bông hột xoàn Donet. Quý vị thấy một cái cửa tiệm nào bán cho quý vị không? Một cái đôi bông cái vỏ không là 350 rồi. Hello. Hai cái hột xoàn 3 ly 6 mỗi viên có 100 đồng à. Chỉ có Miley mới có thôi, một đôi mà thôi duy nhất nha. Nếu mà ai ở Cali chạy ra nghe lấy liền. Còn ai ở tiểu bang xa gọi thẻ ngay ra thứ 3714653 5207. Đôi bông tai số 34 là bông tai đẩy vỏ của Hồng Kông, nặng 2.2 gram vàng trắng, trong cái đôi bông nó có 24 viên hột xoàn ly 6 và hai cái nhựa trên giữa là 3 ly 6 nước Y VVS 950 đồng, sale 550 đồng. Cái này không làm từ thiện chứ lại gì quý vị. Cái này là làm từ thiện luôn á, bỏ không công nha quý vị. Số 34 950 sale 550 đồng cho đôi bông hộp xoàn, cần tiền bán lại được, không đeo trade in được luôn. 550 đồng cho số 34. Tiếp đến là số 35, bông tay đẩy nặng 3 gram vàng trắng, có 14 viên hộp xoàn 3 ly. Nước Y VVS 2.350 sale 1.150 đồng cho số 35. Số 35 là bông tai bông mai đó quý vị, chung quanh là bông mai. Nó ghép lại là 14 viên hộp xoàn 3 ly. Cái vỏ này là thiết kế của Hồng Kông, bông tai số 35 vỏ Hồng Kông, nặng 3 gram vàng trắng, có 14 viên hộp xoàn 3 ly. Nước Y VVS giá tiền là 2.350. Ngay bây giờ quý vị gọi cho Đức Tiến trả chỉ có 1.150 đồng cho số 35. Tiếp đến là số 36 là gồm là mặt dây chuyền về vàng là nặng 2.1 gram vàng trắng, 71 viên hộp xoàn 1 ly rưỡi, 33 viên hộp xoàn 3 ghét 2 ly rưỡi và hộp xoàn lớn ở giữa là hộp xoàn 5 ly 8 nước Y VVS, giá tiền là 3.850 đồng và hôm nay Mali sale chỉ còn 1.950 đồng. Rồi cái vỏ đó không là 850 rồi quý vị. 5 ly 8 nước EVS2 là 3.000, hồi nãy Mali nói là 3.850. Ngay bây giờ gọi cho Đức Tiến trả có 1.950. Cái mặt dây chuyền nhìn trên
trên màn hình là vỏ của Hồng Kông nha quý vị, mặt dây chuyền nặng 2.1 gram vàng trắng, 71 viên tròn, 71 viên tròn ly rưỡi và 33 baguette, 33 viên baguette 2 ly rưỡi, chính giữa là 5 ly 8 nước y Vivet 2, 3.850 xem 1.950 đồng cho cái mặt dây chuyền số 36. Tiếp đến là cái mặt dây chuyền số 37, nặng 2.6 gram vàng trắng, có 30 viên hộp xoàn ly 8 cho tới 2 ly, 6 viên hộp xoàn 2 ly rưỡi và một viên chính giữa là 5 ly 6 nước đi VS 2.950, xem 1.550. Quý vị nhìn trên màn hình kìa, chính giữa là 5 ly 6 nước đi VS nha. Đang nhìn trên màn hình đẹp không quý vị? Rất là hấp dẫn, cái mẫu này là mới nhất cho cái vỏ. Nhưng mà tuy nhiên là Miley còn lại cái hộp này 5 ly 6 vô cái này rất là đẹp. Cái mốc là hộp xoàn ở trên là 3 ly luôn. Thì cái mặt dây chuyền số 37 là cái hoa rất là tươi đẹp luôn. Rất là đẹp quý vị. À, cái này là nặng 2.6 gram vàng trắng, có 30 viên hộp xoàn ly 8 cho tới 2 ly, 6 viên hộp xoàn 2 ly rưỡi và cái móc ở trên là 3 ly nha quý vị. Chính giữa đó là 5 ly 6 nước đi VS 2.950, xem 1.550 đồng. Một cái mặt dây chuyền mà 5 ly 6 có 1.550, không có một cửa tiệm nào mà dám bán cho quý vị vậy hết. 37 nha quý vị. 38. Bây giờ tiếp đến là số 38 là mặt dây chuyền về vàng là nặng 2.4 gram vàng trắng, có 4 viên hộp xoàn 4 ly nước y VS1, giá tiền là 1.805 đồng. Và bây giờ Mali sale chỉ còn 885 đồng cho mặt dây chuyền số 38. Cái mặt dây chuyền 38 là hình chữ nhật chiều dài nha quý vị, còn hai cái cho chị đi luôn hết nha cưng. À, 38 là cái mặt dây chuyền thiết kế của Ý, nặng 2.4 gram vàng trắng, có 4 viên hộp xoàn 4 ly nước y VS1, 1.805 đồng. Sale 885 đồng cho mặt dây chuyền số 38. Rồi tiếp đến là số 39 là một chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn này nặng 5.3 gram vàng trắng, có 1 viên pearl 11 ly, 18 viên ruby. Giá tiền của chiếc nhẫn số 39 trên màn hình là 895 đồng. Và bây giờ sale chỉ còn 415 đồng. Cái này là cùng một mẫu với lại cái bộ hồi nãy đó quý vị. Cái này là giống như là cái kiểu là của Ấn Độ, vàng trắng ruby thiệt và pearl thiệt luôn nha quý vị. À, cái ruby số 39 là 895, sale 415 đồng. Rồi tiếp đến là số 40, số cuối cùng cho quý vị là mặt Phật bà cẩm thạch xanh xưa, có vàng là 2.5. Mua 150 bán 125 đồng, có ai bán vậy không? À, đó. Có vàng là nặng 2.5 gram vàng vàng, màu vàng, giá là 250. Hôm nay sale cho quý vị mua về đeo, mùa lễ tới 125 đồng. Mua để dành làm, xin lỗi chứ, mua để dành làm quà hoặc là đi làm từ thiện, cái mình cho thì lên đấu giá cũng bán được mấy trăm, cũng cho nhà thờ được. Xin lỗi cho chùa được. À, quý vị có thể là làm quà cho mẹ hoặc là làm quà cho mẹ sắp nhỏ, mình không có tiền thì mình có cái lòng thôi chứ đâu bắt buộc phải mua đồ 700-800. Cái số 40 là cuối cùng là cái mặt cẩm thạch Miley mua của Hồng Kông nha. Cái này lâu lắm rồi, Miley mua một lần mấy chục cái luôn đó, thì Miley mua 150 đấy. Nhưng mà bây giờ còn hai cái. Ô cái mặt Phật này đẹp quá, có ôm cái bình hoa nữa kìa. À, cái đó gọi là bình gì đó tiếng, cái đó là bình bình gì không biết, cái đó gọi là bình gì, bình cam lồ. Điều rõ không quý vị? Rõ lắm. Thì cái tiền vàng không là 2.5 gram vàng 18 nha. Thì cái mặt cẩm thạch này có bình cam lồ đẹp lắm, rất dày, rất xưa mà phải nói là cái này lâu lắm rồi. À, nó 250 đồng, hồi xưa Miley là bán 250 đồng, Miley mua 150, bây giờ bán cho quý vị cuối cùng 125 đồng cho số 40. Rồi chương trình chúng tôi đến đây chấm dứt, hẹn gặp bà quý anh chị cô bác khắp nơi cũng vào thứ ba tuần tới vào 1 giờ tới 3 giờ California. Và xin kính chào, chúc cho quý anh chị cô bác khắp nơi luôn giữ gìn sức khỏe. Và Miley cũng muốn thấy quý anh chị cô bác khắp nơi nếu có điều kiện và có thời gian về Little Sài Gòn thăm tiệm vàng của chúng tôi tọa lạc trong khu Xuân Xá Phước Lộc Thọ, cửa trước đi vào căn thứ 2 bên tay phải. Tất cả những cái số điện thoại nằm trên màn hình. Thì khi mà quý vị về tới đây, nếu mà quý vị mà không có mua cũng được, cầm thẻ về đây quẹt qua, thẻ nào có tiền Miley cũng quẹt được hết. Thứ nhất, cái thứ hai nữa không cần mua, vô xem có, vô mình coi Miley có cái gì, rồi khi mình về cái tiểu bang đó, nói chị Miley muốn mua cái món đó, rồi em gửi tiền cho chị nha. Rồi Miley sẽ gặp lại quý vị vào thứ ba tuần tới, 1 giờ tới 3 giờ California. Okay. Xin kính chào quý vị. Mời Đức Chí. Dạ vâng, và đến đây hết rồi. Quý vị nhớ gọi về số phone là 714-622-9573, 714-622-9573. Xin tạm biệt quý vị. Miley xin trân trọng kính chào quý khách xa gần, khắp nơi trên thế giới về thăm khu Lido Sài Gòn. Mời